Tôi chết, muộn giờ làm mất rồi. Con nghe đây mẹ. Mẹ gọi hỏi xem con ăn sáng chưa ấy mà. Con chưa, bây giờ con lên chỗ làm ra ăn luôn ạ. Con đang trên đường đi à, nhớ ăn sáng nha con, đừng có nhịn đó. Dạ vâng, con biết rồi. Hôm nay con có buổi gặp khách hàng quan trọng, con tranh thủ đi đã mẹ nhá. Được rồi, vậy tranh thủ đi con. Mẹ nghỉ ngơi đi, tuần sau con sẽ gửi tiền về cho mẹ ạ. Mẹ, mẹ không phải nghĩ ngợi gì hết, con gái mẹ lớn rồi mà. Mẹ biết rồi, con nhớ giữ sức khỏe đấy nhá. Dạ vâng ạ. Sếp, sếp đi đâu vậy? Em bảo sếp đợi ở sân bay cơ mà. Sếp đi ra tận đây vậy? Đồ đạc, hành lý vali của sếp đâu ạ? Thằng này nữa, có mỗi hai anh em thôi. Cứ xưng hô sếp sếp em, nghe lạ lẫm kinh. Nhưng mà chủ tịch Liên... Bác Liên được rồi, có phải là ông không biết mẹ tôi từ thời còn đi học đâu? Được rồi, thì chào mừng ông trở về Việt Nam được chưa? Lên xe đi, để tôi cầm lên xe cho. Thôi, lái xe đi. Để tôi tự mở được rồi. Không chuyện. Này, sao tự dưng ông kêu xe chở đồ về nhà, còn tôi với ông lại đi lang thang như vậy? Lâu rồi tôi không về Việt Nam, tôi muốn ngắm cảnh ôn lại một chút kỷ niệm mà. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Từ khi 15 tuổi. Nhanh thật, mới thế mà 10 năm rồi đấy. Công nhận, cũng nhanh thật đấy. Mới ngày nào anh em mình còn đá bóng chung với nhau, giờ thì một thằng làm sếp lớn, sắp nhận chức chủ tịch, còn một thằng thì vẫn phải làm tài xế. Sao thế? Kiêm vệ sĩ, kiêm bảo mẫu, rồi là kiêm tài xế, bảo vệ cho tôi từ A đến Z, giống như thời còn đi học. Ông còn muốn gì nữa? Tôi bảo, giờ nhá, ông cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai cứ thong thả lên công ty. Khi nào lên ấy thì gọi cho tôi nhá. À thôi, chở tôi đến công ty đi. Cái gì cậu? Ông lên công ty luôn á? Làm gì mà vội thế? Sợ cái chức chủ tịch đấy rơi vào tay tôi à? Vội đâu mà vội. Chẳng qua là tôi thấy mệt lắm. Với cả là muốn lên công ty, hoặc là đến chỗ nào đấy thư giãn một chút thôi. À đúng rồi, hay là ông chở tôi đến quán cà phê mà hôm trước ông ngồi video call với tôi đi. Nhưng mà chủ tịch, bác Liên nói là đưa về nhà luôn. Có làm sao đâu. Đâu phải là lần đầu tiên tôi với ông trốn mẹ tôi đi chơi đâu. Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm mà gan của ông vẫn bằng gan một thằng học sinh lớp 9 rồi. Này, còn lâu nhá. Ông thích ấy thì tôi chiều. Đi. Cha, hôm nay đi làm sớm nhỉ? Có chuyện gì thế chị? Lát nữa có buổi họp team đầu tháng. Cô đi photo cho tôi mấy giấy tờ báo cáo. Với cả sẵn chuẩn bị nước vôi cho phòng luôn. Tài liệu của chị thì chị tự đi mà photo chứ. Sao lại nhờ em? Cái này ấy không phải là photo cho tôi, mà là cho chị Mai trưởng phòng. Với cả ấy, cho cả team mình. Thế thì em cũng nhắc cho chị biết, em đã thông báo với chị Mai rồi. Sáng nay em có buổi gặp khách hàng quan trọng nên được miễn buổi họp. Tài liệu của chị thì chị tự đi mà photo. Đây, cà phê chuẩn Việt Nam đây, uống đi. Xem nào. Công nhận cà phê Việt Nam vẫn là chuẩn nhất. Chuyện này, ông uống nước ép gì mà nhìn lạ chưa? À, nước ép thập cẩm. Có nha, bưởi,
cam, xoài, táo. Có cả loại thập cẩm như thế nữa cơ. Không có. Chẳng qua tôi là khách quen đây nên tự có pha đấy. Ngon lắm, uống thử đi. Ôi thì ông uống đi. Thôi uống cà phê được rồi. Chị. Ủa, chuyện này. Tôi bảo giờ chắc tôi bận rồi. Có gì ông cứ ngồi đây nhá. Ờ, có việc thì đi đi. Lát nữa tôi tự bắt xe về. Ờ, ok. Tôi về sau nhá. Tôi lên phòng gặp bác Liên một chút. Em chào anh. Chào em đi đâu đấy? Em đi gặp khách ở đây, anh đi đâu mà vội thế? À, anh vừa đưa xe về ấy mà. Thôi, giờ anh bận rồi, em vào trong đi, anh đi trước nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Sếp nào ấy nhở? Được tí chứ nào. Này, anh muốn cái gì đấy? Tính lợi dụng sản xuất con gái đấy à? Cô... Này này này, anh muốn cái gì? Tôi nói cô biết nhá, tôi chỉ vô tình va phải cô thôi. Cô làm gì tát bệnh thế? Trông ăn mặc thì rõ là lịch sự trí thức, thế mà thổ lỗ thế không biết. Này nhá, cô vừa đụng tay đụng chân đấy, giờ bảo ai thổ lỗ hả? Rõ ràng là tôi đi ngang qua, anh cố tình ngã vào người tôi còn gì? Cô đừng mà vô lý. Tôi chỉ vô tình va phải cô thôi. Cô đi ngang qua, tôi muốn đi vệ sinh, tôi đang đứng dậy thì va phải nhau thì làm gì mà căng. Tạm tha cho anh đấy. Đồ con gái lực điền. Chào anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi gặp mặt ngày hôm nay ạ. Cô gì? Tôi muốn hợp tác với công ty của cô và cô. Dạ, chắc hẳn là anh đã xem qua hợp đồng và bảng báo giá bên em rồi đúng không ạ? Đúng là đã xem qua. Không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có một chỗ là... Anh có thắc mắc gì về bảng báo giá bên em đưa ra ạ? Bảng báo giá thì không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở chỗ là công ty khác cũng có một sản phẩm giống y hệt bên công ty của cô muốn bán, nhưng mà giá là rẻ hơn 10%. Các điều khoản đãi ngộ bên họ cũng khá là tốt đấy. Hóa ra là siêu lơ khách hàng. Nếu mà anh nói như thế thì em cũng đoán ra được là đơn vị nào rồi. Quả thật là so với mặt bằng chung thì giá bên họ có thấp hơn. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bán lẻ thì công ty của em được đánh giá cao về việc bảo đảm chất lượng sản phẩm. Xem thị trường là mặt bàn, thì hai ly nước chính là hai công ty. Nếu mà so về chất liệu bên ngoài thì đều là thủy tinh giống nhau. Còn về cốt lõi bên trong thì sẽ có sự khác biệt rõ rệt đấy ạ. Nếu như mà anh chọn giá thấp 10% thì đâu đó sẽ có chút vị đắng. Còn với bảng giá bên em đưa ra thì anh sẽ nhận được giá trị về sau. Đấy là sự uy tín và sự tin dùng của nhiều khách hàng. Nên để mà nói về 10% đấy thì cũng không phải là sự chênh lệch quá lớn. Và em tin là công ty bên em sẽ còn bù đắp cho anh được nhiều hơn như thế nữa đấy ạ. Tiếp nhận vấn đề và giải thích cũng khá đấy chứ. Được. Vậy thì tôi sẽ ký hợp đồng bên cô. Rất đi bạn sale nào có thể trình bày mạch lạc và tự tin được như cô đấy. Dạ, em cảm ơn anh đã hợp tác với bên em ạ.
Này, biết tin gì chưa? Tin gì? Chưa biết à? Anh Tân về nước rồi. Chuẩn bị hôm nay nhá, lên tiếp nhận chức chủ tịch công ty mình đây. Thật á? Ừ. Sao biết? Tôi vừa mới nhiều chuyện mà Lão Đức xong. Mấy hôm nay nhá, Lão Đức chạy việc cho chủ tịch Liên, với cả là sắp xếp cho anh Tân về nước đấy. Anh Tân đang trong phòng à? Để tôi đi gặp. Điện à? Giờ này chắc là đang về rồi. Nhưng mà cái tin đấy nhá, không quan trọng là tin này đâu. Tin gì? Anh Tân nhá, sẽ tuyển thư ký. Không biết là có tuyển nam không anh không? Tuyển nữ không? Vào đi. Thưa chủ tịch, còn trường này nữa là tất cả các hồ sơ của các nhân viên nữ thuộc phòng kinh doanh đang làm từ cấp trưởng nhóm trở xuống ạ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi mà chỉ có hai chúng ta ấy, cứ xưng hô bình thường thôi. Đừng có lúc nào chủ tịch này, chủ tịch nọ. Khổ nệ quá rồi đấy. Mà này, bên phòng nhân sự họ lưu trữ đầy đủ thật đấy. Không chỉ có hồ sơ học vấn, mà còn cập nhật thêm cả thành tích khi làm việc trong công ty mình nữa. Mà này, tôi không hiểu sao ông tuyển thư ký thì bảo bộ phận nhân sự họ tuyển cho. Họ vừa nhìn được người với cả vừa làm được việc nữa. Có hai lý do nhá. Thứ nhất, tôi muốn là một nhân viên kinh doanh, bởi vì họ là người hiểu rõ sản phẩm công ty và là người tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất. Thứ hai ấy, là tôi tin vào con mắt nhìn người của tôi hơn. Được chưa? À đúng rồi, tôi cũng vừa thông báo cho trưởng phòng kinh doanh với cả bộ phận nhân sự ấy để gửi bài kiểm tra cho nhân viên. Khi nào thì nộp vậy ông? Này, hả? Ông có nghe tôi nói gì không đấy? Ừ. Ngày mai gửi tôi nhé. Ừ. Bà ơi, không biết là cái buổi tuyển chọn thư ký sao nhỉ? Tiếc thế, anh Tân không tuyển nào. Chắc chắn ấy, vị trí thư ký đấy là của tôi rồi. Sao tự tin đấy? Chứ sao nữa, bài kiểm tra tôi làm cũng tốt này, buổi review lại với chị Mai cũng ngon lành. Lúc này á, chắc anh Tân đã đọc được hồ sơ của tôi rồi. Kiểu gì á, cũng nhận ra cô bé ngày xưa thích anh ý hồi đi học ấy. Hồi nhỏ, hai người là bạn thân từ thuở nhỏ đúng không? Không chỉ là bạn đâu, mà là bạn siêu thân từ hồi tiểu học cho đến khi anh ý đi du học cơ mà. Thật lắm rồi, ôi. Thế ngộ nhỉ, thế sao mà anh ý về nước không cho bà biết? Chắc là anh ấy còn đang bận bàn giao với các sếp, cho nên là chưa báo. Với cả là tối qua ấy, tôi còn nằm mơ được cùng chủ tịch Tân đi gặp đối tác cơ. Ôi, đấy chắc à? Ừ, đấy chắc chắn là điểm báo tốt cho tôi với cả anh Tân. Chứ không phải như mấy cái thứ biết năng lực còn non trẻ mà vẫn bon chen đi thi cơ. Đúng là kỳ lạ lắm nó đo cái gì ơi. Đúng là cái thứ khó ưa, lúc nào cũng ra vẻ bận rộn. Có kết quả rồi đấy. Đâu, danh sách top 4 đâu rồi? Im từ. Top 4 nhân viên vào vòng phỏng vấn cuối. Trang Quỳnh. Có thêm bà đấy, Phương Nguyên. Sau đây là câu hỏi cuối cùng từ chủ tịch FVM. Các bạn có 30 giây để trả lời. Câu hỏi là ly cà phê và ly nước cam giống và khác nhau điểm nào?
tịch ơi, chủ tịch có nhầm lẫn gì không? Đó là câu hỏi mà các bạn trả lời. Theo tôi thì hai cái ly chính là hai khách hàng và nước uống chính là sở thích của họ. Và mỗi khách hàng thì có một sở thích khác nhau, thì cho nên là nhân viên phải linh động để mà làm hài lòng khách hàng. Cho nên là yêu cầu của khách có như thế nào thì chúng ta vẫn phải chiêu khách. Mà cô Hồng An? Dạ, theo em nghĩ hai ly nước giống nhau là khi so sánh công ty của ta và công ty của đối thủ. Nhưng mà đấy là xét về chất liệu ở bên ngoài. Còn khác nhau là do cốt lõi bên trong. Mỗi công ty đều có một điểm mạnh riêng. Cái quan trọng là phải giữ uy tín và chất lượng cho khách hàng. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin giới thiệu anh Thanh Tân, chủ tịch mới công ty SM chúng ta. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua các vòng thi để tới vòng thi cuối cùng như thế này. Với câu hỏi vừa rồi, tôi đã có sự đánh giá tất cả các bạn. Thông qua thời gian làm việc và dưới sự tham mưu từ các trưởng bộ phận, để không làm mất thời gian của các bạn, tôi sẽ công bố kết quả ai sẽ là người làm thư ký riêng cho tôi. Người đó không ai khác chính là cô Hồng An đấy. Ngay từ ban đầu, chắc mọi người cũng hiểu rõ rồi lý do tại sao tôi chọn một nhân viên kinh doanh, là bởi vì nhân sự đó là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, là một người năng động và hiểu rõ về công ty. Và bên cạnh đó, cô là một người mạnh mẽ, quyết đoán và vô cùng thẳng thắn. Nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ đến mức bạo lực. Mời mọi người ra ngoài, riêng cô Hồng An ở lại. Buổi phỏng vấn kết thúc, tất cả mọi người có thể ra về, ngoại trừ cô Hồng An ở lại. Anh có nhớ em không? Lúc hai chúng ta nói chuyện. Buổi phỏng vấn kết thúc, mời chị ra ngoài. Chào mừng cô đã trở thành thư ký riêng của tôi. Tôi hy vọng là cô sớm bắt nhịp được với vị trí mới này. Nhưng mà cái đồ biến thái. À, anh muốn cái gì đấy? Đây là người sếp mà hôm trước anh chở đến quán cà phê gần công ty mình đấy à? À, em nói linh tinh rồi đấy. Đây là chủ tịch mới công ty mình đấy. Chủ tịch cái gì? Biến thái thì có ấy. Hai người biết nhau từ trước rồi à? Ai biết cô ta nói gì đâu chứ. Anh còn dám nói không biết à? Hôm trước anh cố tình ngã vào người tôi, bây giờ còn nói không biết. Này, còn lâu tôi mới làm thư ký riêng cho anh. Này, anh! Anh! Đi đâu đó? Cái gì vậy? Ông ơi, thế rốt cuộc hôm đấy ông làm gì con bé mà sao mà nói như vậy? Thế này, ông xuống phòng nhân sự thông báo cho toàn thể công ty biết, từ ngày mai Hồng An sẽ là thư ký riêng của tôi. Vâng, thưa chủ tịch, tôi đi đây. Thú vị đấy. Chìa khóa ở đâu thế không biết. Nghĩ đây, kiểu này là muộn chắc luôn.
Alo, mẹ à? Mẹ ơi, lát nữa con sẽ gửi tiền về cho mẹ. Con gửi vào số tài khoản cô Hoa hàng xóm, mẹ sang nhờ cô ấy rút tiền hộ nhá. Con gửi sớm vậy, chưa đến ngày lương mà. Con mới ứng lương rồi, mẹ cứ cầm lấy mà phòng thân, còn sửa lại cái chỗ mái nhà bị dột nữa chứ. Mẹ cảm ơn con. Dạ thôi, thì mẹ nghỉ ngơi đi nhá, con đi làm đi ạ. Đồ đạc đâu hết rồi? Đồ gì nữa hả bà? Bây giờ ấy, người ta là thư ký riêng của chủ tịch rồi. Làm gì được ngồi ở cái phòng kinh doanh này nữa. Ừ nhở, tôi quên mất, người ta lên trước rồi. Đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Đồ của cô, hỏi tôi làm cái gì? Ơ, anh Đức, anh xuống tìm em đấy à? Ở đây có chuyện gì mà mọi người ồn ào thế? À, sao em còn chưa lên phòng chủ tịch, xuống phòng kinh doanh làm cái gì? Hôm qua em đã nói là em không muốn làm thư ký cho anh ta rồi mà. Này, anh không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì nhá. Và chiều hôm qua anh cầm hết đồ đạc của em lên phòng chủ tịch rồi. Từ giờ lên đấy mà làm, nghe chưa? Anh Đức, đúng là có phước mà không biết hưởng. Ngoáy ngoáy ngứa ở mắt, khổ. Vào đi. An à, đây, đồ đạc của em anh đã thu dọn tất cả vào đây rồi, đầy đủ hết nhá, yên tâm, không thiếu một thứ gì cả. Những cái gì, đứng vào đi. Này, cô có thể bớt nhịp chân đi được không? Cô đi trễ 3 phút. Không phải, thực ra tôi... Hình như cô thua tôi 2 tuổi, đúng nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ là bộ phận nhân sự đã gửi mail báo trước cô rồi nhỉ? Từ ngày hôm nay, cô sẽ là thư ký mới của tôi. Đây là hợp đồng, kèm theo các phụ lục về các quyền lợi thay đổi so với vị trí kinh doanh. Chủ tịch, có lẽ vị trí này anh nên để cho người khác đảm nhiệm đi ạ. Tại sao? Cô đã làm bài thi và trả lời phỏng vấn rất tốt. Sự thể hiện của cô trong công việc suốt thời gian vừa qua rất đáng ghi nhận. Nếu như mà cô còn cảm thấy chưa hài lòng ấy, thì tôi nghĩ cô nên đọc kỹ lại bản hợp đồng đi. Cứ thong thả đi. Tôi biết là ngày hôm qua cô có phản ứng và không muốn làm việc với tôi. Nhưng mà nên đọc lại phần phụ lục cuối trong bản hợp đồng đi. Quyền lợi bổ sung, lương 1.000 đến 1.500 đô trên một tháng, lộ trình tăng 20% mỗi năm, được đào tạo nâng cao, tiếp xúc với các công tác vận hành và quản lý cấp cao. Mẹ cứ giữ lấy mà phòng thân bên người, còn sửa lại chỗ mái nhà bị dột nữa ạ. Thế này nhá, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc. Nếu có người liên hệ thì cô cứ bảo họ để lại thông tin nhá. Sao?
Mấy ngày hôm nay ông thấy tôi xử lý cô ta thế nào? Hay không? Đủ nghiêm chưa? Hay. Sợ đủ nghiêm. Mà này, ông làm như vậy con bé nó sợ chạy mất dép. Sợ là sợ thế nào? Hồng An ấy là một nhân viên bản lĩnh, không bao giờ sợ tôi. Mà này, ông có nghĩ một ngày nào đó ông An nghỉ việc không? Không đời nào. Đánh giá với khách quan ấy, quyền lợi của vị trí thư ký cao hơn rất nhiều so với một nhân viên bình thường. Chưa nói về tiền lương, mà điều đáng nói là cơ hội để phát triển. Một nhân viên mà có sự cầu tiến với cô ấy chắc chắn sẽ nắm bắt ngay, hiểu không? Tôi vẫn chưa hiểu đâu. Mà này, hai người có chuyện gì vậy? Tôi thấy Hồng An có vẻ không ưa lắm đâu. Chưa hiểu đúng không? Từ từ cháu sẽ hiểu. Còn bây giờ ấy, tôi còn phải bày trò để chiếm chọc cô ấy nhá. Chào cô Phà. Dạ vâng ạ. Đập đấy. Thơm. Đập vị. Chúng ta bắt đầu nhá. Những gì mà hôm qua tôi dặn cô. Đây ạ. Đây là tất cả các hồ sơ, dự án mà công ty mình đang đầu tư. Hôm qua anh dặn, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Các dự án này do các nhà giám sát phụ trách báo cáo lại chủ tịch Liên ạ. Chanh thấy sao? Tốt. Tôi cần kiểm tra lại tất cả con số, cũng như khả năng sinh lời từ tất cả dự án. Bên cạnh đó là đánh giá các nguồn thu khác nhau. Em đã chuẩn bị sẵn. Đây là thông tin sơ bộ, còn các số liệu chi tiết em đã đưa lên hệ thống. Anh có thể xem qua và đánh giá. Đúng là tôi đã không chọn nhầm người rồi. Em xin phép về bàn làm việc ạ. Hồ sơ của chủ tịch đây ạ. Lần sau cẩn thận chút. Xém chút nữa là sưng u đầu ấy rồi đấy. Là em à? Anh không nhớ là anh có gọi em lên phòng. Từ khi anh về, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau được lần nào. Trưa nay anh có rảnh không? Mình đi ăn trưa nhé. Chủ tịch mà đi ăn riêng với nhân viên, người ngoài người ta thấy là không hay đâu. Có gì đâu, mọi người đều biết thừa em với anh là bạn cũ từ hồi nhỏ cơ mà. Là em kể cho họ nghe đúng không? Thực ra lịch trình hôm nay của tôi thế nào?
Dạ, anh rảnh tới 2 giờ chiều ạ. Ok, được rồi. Ta sẽ đi một chút. Vấn đề gì ạ? Dạ không, tại vì lâu rồi không gặp thì em muốn ngắm anh kỹ hơn thôi. Đừng nói chuyện như vậy ở đây. Người ngoài mình nhìn thấy là hiểu lầm đấy. Có gì đâu, kệ họ chứ. Em với anh là bạn cũ cơ mà. Để lại trước đây, còn bây giờ anh là chủ tịch, còn em là nhân viên cho công ty. Mà sao anh cứ xem điện thoại mãi thế? Vừa nãy đi ăn cũng thế, bây giờ ra quán cà phê cũng thế. Anh đang xem các số liệu mà ông An gửi qua. Cuối tuần anh có cuộc họp với ban quản trị. Nhắc đến lại khó chịu. Em vẫn không hiểu sao anh lại chọn cô ta chứ không chọn em. Có vấn đề gì ạ? Cái này á là em lo cho anh cho nên em mới nói thôi nhá. Anh à, tại vì anh mới về nên anh chưa biết thôi. Chứ còn những người mà có quá khứ dơ giấy thì dễ gì giấu giếm được. Em đang làm mất thời gian của anh đấy. Có chuyện gì để nói cho anh. Cái cô thư ký mới của anh ấy, em nghe bảo là cô ta có quen biết với giang hồ mafia đấy. Cái gì? Giang hồ? Nghĩa là xã hội đen mafia ấy à? Thì đã lại thế. Tại vì á, chính em này nghe được cô ta nói chuyện với ai á mà nợ tiền đánh bạc, xong rồi có giang hồ tới nhà quậy đấy anh ạ. Thế nên á, anh phải cẩn thận. Chứ không thì người ta kẹt quá, người ta lại tay máy tay chân. Anh phải cẩn thận tài sản cá nhân đấy. Đấy là chuyện riêng của người ta. Em đừng suy nghĩ áp đặt như thế. Đấy không phải là em áp đặt, mà em lo cho anh. Thà như hồi đấy á, anh chọn em làm thư ký ấy, thì anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào em được. Có vẻ như là em đang không hài lòng về kết quả tuyển chọn vừa rồi đúng không? Thôi, vậy rồi, anh lên phòng trước đây. Công an, lấy giúp tôi một cốc nước khác. Dạ vâng. Dạ, nước của chủ tịch đây ạ. Cảm ơn cô nhé. Hai, con muốn chào bây giờ chưa? Dạ ăn rồi ạ. Thế nào, ngon không? Cũng tùy mỗi người thôi ạ. Nhưng mà hầu hết thì đều thấy ngon và dễ ăn. Thế à? Cô có hay ăn bún chả không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ok, thế trưa nay tôi sẽ ăn bún chả. Dạ, thế để em báo anh Đức chuẩn bị xe cho chủ tịch. Không, tôi sẽ ăn ngay ở đây. Dạ vâng, thế để em đặt họ giao đến ạ. Tôi muốn cô đi mua. Thứ nhất, cô có thể đến tận nơi chọn món. Thứ hai, cô có thể kiểm tra được đồ ăn có đảm bảo được vệ sinh hay không. Vì tôi là chủ tịch, thế cho nên tôi không ăn được đồ ăn mà không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Em đi mua ạ? Đúng, hai phần nhé. Thank you.
Chủ tịch, bún chả của anh đây ạ. Ôi, tôi chết, quên mất vừa nãy không dặn cô đấy. Tôi muốn thử dừa tươi, mày như dừa quán cà phê mình không có thì phải. Hay là bây giờ cô đi mua giúp tôi nhé. Dạ vâng chủ tịch. Cảm ơn cô nhé. Rõ ràng là đang kiếm chuyện với mình mà. Đúng là cái đồ biến thái. Không hiểu ai nhắc mình hát gì liên tục thế không biết. À, về rồi đấy à? Hát gì mạnh thế. Quan, tao hỏi con cái này nhá. Món gì? Dạ, vịt quay ạ? Chủ tịch không biết à? Vịt quay à? Nhìn ngon nhỉ? Cùng ăn. Tôi đổi ý rồi. Cô đi mua vịt quay giúp tôi đi. Nhưng mà, chủ tịch ơi, bún chả đang còn trên bàn đấy ạ? Thì con bún chả đi, toàn vịt quay. Nhưng mà món đấy buổi chiều mới bán cơ ạ. Cái gì? Chiều mới bán á? Dạ vâng. Thế thôi. Bạn này, cô mang cơm đi làm đấy à? Dạ vâng ạ. Bây giờ em mang xuống phòng nhân viên để ăn ạ. Thôi còi, ngồi đây ăn luôn đi. Tôi bảo cô mua hai suất còn gì nữa. Ngồi lên, dọn đồ ra tôi còn ăn. Dạ vâng ạ. Chán đấy nhở, bao giờ mới được về thế? Làm báo cáo chưa mà nằm đấy? Tôi làm rồi, nhưng mà cứ thong thả thôi, còn lâu mới đến hạn nộp cơ mà. Này, sao hôm nay lại xuống đây nhở? Thì xuống lấy báo cáo tổng hợp từ tổ 1 và tổ 2 chứ còn gì nữa. Cứ cách một ngày là hai tổ đấy phải nộp để trình lên chủ tịch. Này, mà công nhận ấy, chủ tịch bên mình siêng nhở? Đến cái báo cáo của từng nhân viên kinh doanh cũng phải đích thân xem. Kiểu này xem một đống, mài không hết. Ê, muốn tặng trò vui để xem không? Như nào? Ê, Hồng An. Có chuyện gì thế ạ? Em đang đi tổng hợp báo cáo tháng của nhân viên đúng không? Đúng rồi. Em đang đi gom tổ 1 và tổ 2. Đây là của các tổ còn lại. Các bạn đã làm xong sớm rồi, cho nên nộp luôn. Em đã thông báo với tất cả mọi người trên mail là sẽ thu theo từng ngày mà. Thì các bạn bận gặp khách hàng đây, nghỉ phép này, cho nên các bạn hoàn thành sớm hơn. Thì em chịu khó giúp chị nộp một thẻ nhá. À đây, từ từ. Mày quá, tôi về kịp. Đây ấy, là sách của chủ tịch, bên sự mới đặt về đấy. Nãy tôi thấy ở đây, tiện mang cô luôn ấy. Tốt không? Ui, lỡ chân, xin lỗi. Trời ạ, bất cẩn thế. Trời ơi, toàn hồ sơ đưa lên chủ tịch đây. Làm cho ký vào một về như thế này ấy.
Kiểu gì cũng làm hỏng hết việc của chủ tịch đấy. Sao em nghĩ là sẽ hỏng việc? Tôi thấy cô đi lâu quá, cứ tưởng là cô đi lạc cơ. Em xin lỗi chủ tịch ạ. Tại sao là có thông báo qua mail là thu kế hoạch, thu báo cáo theo đợt mà vẫn có người tự ý đi gom là sao? Huyền, thấy đồng nghiệp gặp sự cố không giúp, anh đứng đây cười à? Dạ, em vẫn chưa hiểu lý do mà người được chọn không là em mà lại chính là Hồng An chứ. Ngoài cái bài kiểm tra phỏng vấn ra ấy, tôi còn bí mật khảo sát các nhân sự của các bộ phận liên quan đến phòng kinh doanh để xem họ nói gì về top 5 người được chọn. Kết quả như thế nào thì em biết rồi đấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong công ty này mỗi người là một mắt xích, mỗi người phụ nhau một chút, bớt kinh thường nhau lại thì công ty mới phát triển được. Em nhớ chưa? Dạ, thưa chủ tịch ạ. Nay hôm qua không đi làm à? À, hôm nay cô ấy nghỉ, có báo trước rồi. Mẹ vào nhà đi. Mẹ lại giường ngồi nghỉ tí đi ạ. Mẹ. Mẹ cứ tưởng là chỉ khám một tí là xong, ai ngờ đi hết phòng này phòng kia, chật chội đông đúc mệt quá con ạ. May là mình đi sớm đấy, chứ mà muộn đi thì còn đông nữa cơ ạ. Cũng may là lần này có kết quả tốt, sức khỏe của mẹ cũng tiến triển tốt hơn rồi. Ừ, mẹ cũng nghe bác sĩ nói thế cũng thấy mừng con ạ. Mà hay là bệnh đang ổn như thế mẹ ngưng thuốc một thời gian nhá. Không được, bác sĩ nói là mẹ phải duy trì uống thuốc. Chứ bây giờ thuốc đang hợp với mình, mẹ ngưng thì bệnh nặng hơn thì sao ạ? Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Con đã vất vả ra tận bến xe đón mẹ rồi lại nghỉ làm đưa mẹ đi khám cả ngày như thế này. Công việc của con thì làm sao? Mẹ yên tâm đi, con đừng nghỉ phép mà. Với lại giám đốc của con giám đốc của con dễ tính lắm, không dám la con đâu. Con còn phải đi làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ. Có gì thì mẹ bảo anh Dương là được rồi, con cứ yên tâm. Nhắc lại thấy tức. Ông ấy nghĩ sao mà đưa mẹ lên bến xe rồi bỏ mẹ một mình ở đấy. Con nó bảo đưa mẹ lên đây thì bắt taxi về đây. Thế mà vừa xuống xe ông ấy đã bỏ đi rồi. Đúng là tức thật đấy. Thôi nào, nó cũng đi cùng mẹ suốt trên ô tô rồi. Mẹ không nói thì con cũng biết. Anh trai của em đây, anh đưa mẹ ở quê lên. Công an. Dạ, chủ tịch ạ. Hình như ngày hôm nay cô chưa pha trà của tôi thì phải. Chủ tịch, để tôi đi pha ngay ạ.
Chủ tịch à? Thư ký An, sao cô lại pha cà phê thế? Dạ. Rồi rồi, hôm nay tôi uống cà phê cũng được. Dạ vâng ạ. Mà này, kế hoạch tháng 9, các bộ phận đã gửi lên chưa? Dạ, gửi lên rồi ạ. Em đã tổng hợp và gửi cho chủ tịch rồi. Cô gửi qua đâu đấy? Qua mail hay là hệ thống nội bộ? Dạ, hình như là... Chưa gửi đúng không? Rồi rồi, đi gửi ngay đi. Dạ vâng ạ. Vào đi. Sao rồi? Xong việc chưa? Về tôi. À, đợi tôi một tí. Ừ. À, Đức này. Ừ. Ông có biết Từ Kỳ An hôm nay có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Thì tôi thấy làm việc không được tập trung cho lắm. Không giống như thường ngày. À, chắc hôm qua xin nghỉ phép đúng không? Tôi nghĩ là gia đình có chuyện gì hay sao ấy. Thế à, ông tìm hiểu giúp tôi xem cô ấy có chuyện gì nhá. Ừ. Mẹ à. Dương, dậy đi, giờ này mà vẫn còn ngủ à? Im đi là tao ngủ. Nó đi cả ngày rồi về lăn ra ngủ luôn đấy. Ô, này, em bảo anh ở nhà chơi với chăm mẹ cơ mà, sao lại đi đâu đấy? Mày lắm mồm đi, im đi. Thôi kệ nó đấy con, tính nó đã vậy rồi. Ô, mẹ, mẹ làm sao đấy? Thuốc, thuốc mẹ để đâu? Mẹ, mẹ ơi, uống thuốc đi ạ. Anh Dương dậy đi, mẹ đang ho kìa. Sáng mai thử ho. Không sao, mẹ ổn rồi, không phải lo. Mẹ, hôm nay mẹ không uống thuốc ạ? Ờ, mẹ quên mất. Mẹ, mẹ phải uống thuốc đều chứ. Đừng có tiếc tiền mà không uống thuốc. Con đang còn tiền, đang còn lo cho mẹ được cơ mà. Hay là mẹ đi bệnh viện theo dõi đi, điều trị cho dứt điểm luôn. Không cần đâu con, để mẹ ở nhà uống thuốc là được rồi. Đi viện tốn kém lắm. Sao? Bây giờ anh mới chịu dậy à? Ừ. Mẹ ho nặng quá nhỉ? Cũng biết là mẹ ho cơ đấy. Ừ. Biết chứ sao không? Anh mày bận đi công chuyện, có nhà đâu. Công chuyện của anh là ra ngoài đi chơi hay là đánh bài? Mà này, hay là cho mẹ nhập viện đi. Em nói rồi mà mẹ có chịu đi đâu. Mà bây giờ nhập viện thì lấy đâu ra tiền? Anh với mày đi làm, lương 3 cọc 3 đồng, làm sao mà trang trải được chi phí? Em vẫn còn một ít ở đây, nếu mà mẹ chịu đi thì em sẽ vay thêm một chút. À, anh bảo, hay là bán quách cái nhà ở quê đi.
Này, ông đi đúng đường không đấy? Khổ quá, ông phải tin tôi chứ. Ông yên tâm đi, tôi đã hỏi rất là kỹ rồi. Hỏi mấy nữ nhân viên ấy, là mẹ của Hồng An lên đây để khám bệnh. Còn có cả anh trai nữa. Nhưng mà thấy bảo ông trai đấy nhậu nhẹt chơi bời lắm. Tôi nghĩ là chắc cũng chẳng nhờ vào được gì đâu. Tất cả mọi chuyện trong nhà An đều tự lo hết đấy. Với cả là tôi thấy bảo là ba mẹ con lên đây sống ở trong phòng trọ của thư ký Hồng An ấy. Cô ấy vất vả lắm. Đến chưa? Đến rồi. Ngõ nhà Hoan hơn nhỏ, nhà xe ô tô không vào được. Đi, nó đi tôi đưa ông vào. Thôi, từ đây thôi. Đây à? Ừ, đấy. Nhà Hoan trong ngõ đấy. Bây giờ nhá, ông đi thẳng vào. Thấy ngõ đầu tiên ấy thì bỏ, đừng có rẽ vào. Mà thấy ngõ thứ hai nhá thì đi thẳng vào đấy, rẽ tay phải, dãy trọ nhà Hoan ở đấy. Ừ, ok. Và công nhận, ông mọi thông tin nhanh thật. Thôi, vào nói chuyện đi. Khi nó xong ấy thì gọi cho tôi. Tôi để xe ô tô ra chỗ khác. Ừ. Thế tôi vào nhá. Ừ. Đi đi. Dương, làm cái gì thế hả con? À, con tìm chút đồ của con thôi mẹ, không có gì đâu. Tủ đồ của em mà mày lại lục lọi cái gì thế? Mẹ ơi, mẹ có biết cái An nó để tiền ở đâu không ạ? Tiền nào? Cái tiền hôm nọ mà nó bảo là nó để ra để cho mẹ đi viện ý. Thì em nó nói thế, mẹ có biết đâu. Mẹ ơi, mẹ nhớ lại giúp con xem, con đang có việc gấp. Mà mày lại bài bạc cá độ rồi đúng không? Con có việc của con, mẹ cứ hỏi nhiều làm gì. Tao tưởng là mày bỏ rồi chứ. Bao nhiêu lần mày hứa lên hứa xuống, tao đã phải giấu em mày trả nợ cho mày rồi. Mày không biết nghĩ hả con? Mẹ giúp con đi. Thôi được rồi, mẹ không giúp thì con tự tìm. Mẹ bỏ ra đi. Này, anh kia, anh làm cái gì thế à? Tại sao anh đẩy ba ấy như thế? Cảm ơn cháu. Chứ mày là thằng nào đấy? Tôi là bạn của Hồng An. À, thế mày là bồ của em gái tao à? Không phải, chỉ là làm chung công ty thôi. Thì ra là đồng nghiệp à? Trông mày ăn mặc cũng bảnh tỏi ra dáng đấy. Thế chúng mày làm được lương cao lắm à? Bác có sao không ạ? Có bị đau nhức ở đâu không? Bác không sao, bác cảm ơn. Này, tao đang hỏi mày đấy, mày bơ tao đấy à? Mày có thôi ngay đi không? Người ta đến để kiếm em gái mày đấy. Anh là anh trai của An à? Tôi nghe nói anh rượu chè cờ bạc ghê lắm, đúng không? Con lợn này dám đi bêu xấu anh trai à? Ừ đấy, tao như thế đấy thì làm sao hả? Tôi nói anh nghe này, rượu chè cờ bạc không phải là tốt đẹp gì đâu. Tôi khuyên anh nên bỏ đi, đừng làm mẹ anh phải phiền lòng nữa. Được đấy, ngon, mày ngon lắm. Giờ mày lên giọng dậy bố mày đúng không? Mày là cái thá gì mà lên giọng dậy đời tao hả? Mày có thôi đi không? Mày đừng có gây sự với người ta nữa. Bác xin lỗi cháu, An nó không có nhà, hôm khác cháu ghé có được không? Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu qua đây là định thăm bác thôi. Cháu nghe mọi người nói là An đưa bác lên đây để khám bệnh. Vậy à, thế bác cảm ơn cháu. Thế hôm khác cháu tới nhá, hôm nay không tiện lắm. Không sao đâu bác ạ, cháu qua đây nói chuyện với bác một chút rồi lát cháu về ạ. Vậy. Đồng nghiệp của em gái tao có tiền không cho mượn cái? Mấy hôm nữa kêu nó trả xong. Mày nói cái gì thế hả? Mày có thôi ngay đi không? Mẹ buồn cười nhỉ? Thế bây giờ tao thấy mày là đến đây thăm mẹ tao thì chắc mày với con em gái tao là cũng thân thiết. Bây giờ có tiền không thì cho nhau mượn đi. Mấy hôm nữa tao bảo nó trả sau. Anh vừa phải thôi. Lúc nào anh chỉ cần tiền thôi.
mẹ anh đang bệnh như thế mà anh còn kiếm chuyện phá phách nhà cửa à? Anh có phải là con trai của mẹ anh không vậy? Cái thằng đầu lợn này, mày còn dám dạy đời tao à? Mày muốn chết đúng không? Ông cho mày một trận. Tôi không dạy dỗ gì anh cả. Tôi chỉ thực lòng khuyên anh, anh nên bỏ đi. Đừng cư xử với mẹ anh như vậy nữa. Mày... Mẹ ơi. Có chuyện gì thế mẹ? Mày về rồi. Mày về mà xem cái thằng này đến nó phá nhà mình đây này. Không phải như vậy đâu con. Đà Dương nó lục lọi tủ đồ của con, mẹ can không được nên là mẹ bị ngã. Có cậu đây đỡ mẹ dậy. Dạ em cảm ơn anh ạ. À, thằng này, mày đến đây để gây chuyện đúng không? Ông là ông không bỏ qua cho mày đâu. Anh cứ thôi đi không? Sao mà anh suốt ngày không làm được việc gì có ích? Anh cứ nghịch ngợm phá phách khiến cho mẹ buồn thế. Con này, mày lại còn đi bênh thằng này nữa. Cái gì mà thằng này thằng kia? Anh có biết đây là ai không? Thì nó là cái thằng đồng nghiệp ất ơ của mày chứ còn là thằng nào nữa. Đây là anh Tân, chủ tịch công ty nơi em đang làm việc đấy. Cái gì? Chủ tịch á? Cái gì cơ? Con, có phải chủ tịch là người to nhất ở công ty không con? Dạ đúng rồi mẹ. Ờ. Anh cũng không mau xin lỗi anh ấy đi. Tôi xin lỗi nhá. Nãy không biết, tí nữa thì... Vừa rồi anh còn định đánh tôi cơ mà. Đâu ra mà đánh, người ta đùa thôi. Chứ còn công ty SVM thì to như thế, dưới quê tôi ai chả biết. Thôi, anh không cần phải giải thích nữa. Tôi chỉ mong là anh nhận ra được cái sai của mình. Và đừng bao giờ hành xử như một tên côn đồ như vậy nữa. Anh phải thay đổi. Nếu như anh không thay đổi thì trước sau gì anh cũng gặp chuyện mà thôi. Ok nhá. Tôi nhớ rồi. Bây giờ thì mọi người lại nói chuyện nhá. Tôi ra ngoài cho mọi người tự nhiên. Nói chuyện nhá. Chủ tịch, em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì chứ? Tại anh trai của em... Không có gì đâu, chuyện qua rồi mà. Tôi biết mẹ cô bị bệnh, cho nên hôm nay tôi đến thăm mẹ cô. Mà cảm ơn cháu. Chủ tịch, em xin lỗi nhá. Anh trai của em rắc rối thế đấy ạ. Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Mà sao chủ tịch lại biết nhà em, lại còn biết mẹ em đang bị bệnh nữa? Sao tự nhiên hai người kia nhìn mình chả nhẽ nói xấu mình à? Công nhận, anh ấy moi tin nhanh thật đấy. Bà này, cô ghét tôi lắm à? Ai gặp phải tình huống đấy thì nghĩ như cô thôi. Nhưng mà thực sự tôi không phải người như vậy. Dạ, em hiểu thưa chủ tịch. Bà kể cũng lạ nhở. Em gái thì tát, còn anh trai thì túm cổ áo hăm dọa. Xem ra con đợi tôi đấy nhá. Cái này đi, cô dẫn tôi đi ăn để trả nợ, ok không? Dạ vâng chủ tịch. Ôi trời. Ôi trời. Này, cô định lên xe không vậy? Dậy đi làm thôi con, đồng hồ báo thức kêu rồi. Ngày xưa còn làm nhân viên, dậy muộn một chút cũng chẳng sao, bây giờ toàn dậy sớm rồi.
Con gái mà dậy muộn á, sau này chả ai người ta thèm lấy đâu. Dậy đi. Con chẳng lấy chồng đâu, con ở như thế với mẹ thôi. Không nói linh tinh nào. Ở một mình như mẹ vất vả lắm. Đừng có ngốc. Dậy đi. Mới sáng là ồn ào thế. Mẹ. Mẹ và anh ăn sáng đi ạ. Rồi rồi rồi, để đấy để đấy. Má mấy thằng gà này, đánh hẳn hoi vào. Mẹ, mẹ ở nhà nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nhá. Mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ không sao, con cứ yên tâm đi làm đi. Có chuyện gì thì mẹ gọi anh con là được rồi. Có chuyện gì là mẹ phải gọi cho con ngay đấy nhá. Mẹ biết rồi. Anh, ở nhà coi mẹ, không được đi đâu đâu đấy. Chờ em về. Rồi rồi, tao biết rồi, đi đi. Con đi mẹ nhá. Ừ, thế con đi làm đi. Chào chủ tịch ạ. Em có sao rồi? Mẹ em khỏe rồi. Cảm ơn chủ tịch đã hỏi thăm. Chỉ là hơi khó thở cho nên mẹ em hay tỉnh giấc giữa đêm thôi ạ. À. Mà như... Mặt em dính cái gì ạ? Hình như là... Cô chưa tô son thì phải. Dạ... Em xin phép ạ. Ai? Nếu mà mẹ cô chưa khỏe hẳn đấy thì cứ nghỉ thêm ngày nữa đi. Không cần đâu, em sắp xếp được mà. Em xin phép ạ. Ôi. Thằng em, sao nhìn thấy anh lại không chào thế? em chào anh. Em chào hai anh nhá. Thế mày định trốn tao đấy à? Ui, em trốn gì đâu anh. Anh nói thế mất quan điểm. Em, bà già em bị bệnh. Em đưa lên đây để khám bệnh anh ạ. À, thế hóa ra là mẹ mày ốm, mẹ mày bệnh, mẹ mày đau đúng không? Vâng đúng rồi, đau mà, đau lắm. Tao là tưởng mày đau. Anh cũng bị làm sao, em đau ở đâu? Đau bụng ấy. Đau như này này. Em đau. Mày nợ tiền tao. Tao đến tận nhà mày tìm thì mới biết là hai mẹ con mày lên thành phố. Cũng may ấy, tao có thằng em tao trên này. Nó bảo là mày rất hay qua lại ở mấy chỗ sòng bạc. Không có tiền trả nợ mà có tiền đánh bạc à? Ui anh, đâu có anh. Tiền mẹ em còn bị bệnh, lấy đâu ra tiền đánh bạc? Tiền đấy tiền của em gái em. Con An đúng không? Đúng rồi, con An đấy.
con em gái mày trông càng ngày càng ngon đấy. Rõ ràng càng ngày càng giỏi. Tất nhiên. Nhưng thằng anh ấy thì óc bò, ngu lắm, vô dụng. Giờ sao? 100 triệu tiền gốc, 5 tháng rưỡi tiền lãi, tao tính là 5 tháng đi, 200 triệu bao giờ mày trả? Anh Chiến đẹp trai ạ. Anh cho em khất khoảng 1 năm, không 1 tháng ạ. Tao đẹp trai thật, nhưng mà không dễ dãi. Tiền của tao có phải làm mít đâu hả? Bố mày cũng cực nhọc lắm mới kiếm được. Mày cứ kêu lùi là lùi thế à? Anh ơi, nhưng mà thực sự là bây giờ em không có tiền. Em đưa bà già em lên đây đi khám là còn phải ở nhờ nhà trọ ở Cái An. Ôi trời ơi. Nói lại cho tao một lần nữa, bao giờ mày trả tiền? Đúng rồi. Em gửi cho anh đẹp trai một ít trước, số còn lại em cho em 2 tuần ạ. Đây đưa anh. Trà đá. Cái chỗ này tao ăn quẩy với uống trà đá còn trà đủ, mày trả cái gì chỗ này? Ui. Cầm đấy. Đại ca Chiến đẹp trai, anh cho em nói, Cái An ấy bây giờ nó lớn rồi, nó đi làm nhá. Lại còn đi làm một công ty lớn, làm thư ký cho sếp. Ui nhiều tiền lắm anh ạ. Em hứa là 1 tuần nhá. Anh cho em 1 tuần. Nè tình đồng hương, tao cho mày 2 ngày, lo mà giải quyết đi. Không thì ấy, không cần dùng đến tai đâu nhá. Đi. Chúng mày theo dõi nó cho tao, kín đáo vào nhé. Có gì báo cho tao sớm. An ơi, Dương ơi, ông ơi, sao hôm nay tự dưng về sớm thế? Tôi thấy An có lo cho mẹ nên tôi về sớm, tôi cho cô ấy về sớm luôn. Chắc là cậu chủ tịch nhà mình lại cảm nắng, có tình cảm đặc biệt với cô thư ký rồi. Nói vớ va vẩn cái gì đấy. Chẳng qua là hôm nay ít việc cho nên tôi mới cho về sớm đi nhá. Ok, tôi nói vậy. Mà không biết giờ này An đã về tới nhà chưa nhỉ? Chắc là về rồi, sao thế? Tôi cần gọi điện để hỏi về số liệu ấy mà. Mẹ!
Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ thấy mệt quá. Mẹ. Mẹ. Dạ, alo, em nghe đây chủ tịch. À, An à, tôi đang cần hỏi cô về số liệu. Này, bác gái bị làm sao thế hả? Dạ, mẹ em ở nhà một mình, nhưng mà hình như bị ngất. Cái gì cơ? Được rồi, chờ ở đó đi, tôi qua ngay. Đức, quay xe, về nhà An đi. À, có chuyện gì thế? Nhanh đi, hình như mẹ An bị ngất đấy. Mẹ, mẹ cố lên, xe sắp đến rồi, để con đưa mẹ đi bệnh viện ạ. Không phải đi bệnh viện con ạ, à, đi bệnh viện tốn kém lắm, mẹ ở nhà được rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ đợi một chút nhá, anh Tân sắp qua đưa mẹ đi bệnh viện rồi. Bác gái sao rồi? Ôi giời, con lại đến làm gì, bác không sao mà. Thôi, cứ đưa bác tới bệnh viện để cho họ kiểm tra đã. Mẹ, mẹ chịu khó đi bệnh viện chút nhá. Đi nào. Từ từ thôi. Ôi, anh Chiến à? Sao anh biết em ở đây à? Anh Chiến ơi, cái khoản nợ mà em thiếu anh ấy, anh cho em khất thêm vài hôm nhá, em kiếm tiền em trả. Mày lại đang tính bài chuồn đấy à? Ui giời ơi, anh ơi, làm gì có. Em làm sao dám trốn, anh là đại ca Chiến mà. Mày nói láo, bọn tao theo mày tới tận đây, sau đó có một chiếc ô tô tới chở mẹ mày và em gái mày đi. Mày định trốn lần nữa đấy à? Ô tô. Ui, em làm sao dám chuồn anh. À, em đang tìm tiền để trả cho anh ạ. Nãy em tìm mãi mà không biết là con em gái em nó giấu tiền ở đâu. Nè, mày nhờn với ai thì nhờn, đừng nhờn với bố mày. Hay là tao đập cho mày một trận cho mày tỉnh ra nhé. Vâng. À, không, anh ơi, em xin anh đập em chịu nào được. Em thề, em hứa, em đảm bảo là em sẽ trả cho anh mà. Thôi đi thằng quắt. Cái tai này của mày, thôi, tao không lấy nữa. Nhưng mà cho bố mày xin quả thận nhá. Ui anh ơi, em bảo là em sẽ trả anh mà, anh cho em xin. Lắm mồm quá. Dẫn nó đi. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Được lại đã. Các người là ai? Các người làm gì anh tôi đấy? Dương à con, có chuyện gì thế này? Con trai bà thua bạc thiếu tiền vay tôi, không có tiền trả. Hôm nay tôi đến đưa nó đi thôi. Dương ơi là Dương, mày lại gây ra chuyện gì thế này nữa? Cho dù có nợ tiền, có thiếu tiền ấy, thì các anh không được đánh đập, đưa người ta đi như thế. Để tao nói cho mày rõ này. Nó tìm đủ mọi cách lục lọi đồ đạc trong nhà của đứa em gái để kiếm tiền. Nhưng cuối cùng là gì? Không có tiền. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Mẹ ơi, con xin mẹ cứu con. Sao? Gia đình đoàn kết này, có ai có tiền trả cho nó không? Hay là thôi nhá, để tôi đưa nó đi. Khoan đã, anh tôi nợ của các người bao nhiêu tiền? Gốc 100, cả lời lãi vào nữa, gấp 3. Cái gì? 300 triệu? Anh Chiến,
Lúc sáng anh bảo với em là 200 triệu, tại sao bây giờ lên 300 rồi? Im mồm. Đây là chuyện của sáng nay. Mày còn tìm cách lươn lẹo trốn khỏi bố mày cơ mà. Tao thích lấy 300 mới được không? Anh... Đến bây giờ mày còn biết kêu mẹ à? Sao lúc đánh bài đánh bạc, anh không nghĩ đến lời mẹ dặn đi? Tôi sao? Dòng rào tiền không? Hay là thôi để tôi đưa nó đi này. Nói nhiều quá này. Khoan đã. Cô đưa thẻ ngân hàng của cô đây. Ba trăm triệu đúng không? Đúng, 300. Có giấy nợ chứ? Giấy viết tay ẩn hoài luôn đấy. Xem đi. Tính ở số tiền vay và lãi suất, cho đến nay là 5 tháng rưỡi rồi. Lãi suất là 20% một tháng, tổng cộng 210 triệu. Được rồi, tôi sẽ làm tròn cho anh lên 300 triệu. Mày được đấy, tao thích. Nhưng mà đừng có nói mồm nha. Yên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu. Anh Dương, tôi sẽ trả nợ cho anh, nhưng với một yêu cầu. Anh phải đọc đúng mật khẩu của chiếc thẻ ngân hàng này. Và cụ thể đó là ngày sinh của mẹ anh. Thế là mày được cứu rồi đấy Dương ạ. Đơn giản đúng không? Thế trả lời đi chứ. Ngày sinh của mẹ là... Sao? Anh không trả lời được à? Tôi không nhớ. Anh Dương, tôi thật quá thất vọng với anh đấy. Ngay cả ngày sinh của mẹ mình mà anh còn không nhớ à? Đến tôi còn biết đấy. Ngày sinh của mẹ anh là 130665. Anh nhớ kỹ chưa? Thôi, số mày đen. Có người giúp ấy, nhưng mày không nắm được cơ hội đấy. Thôi nhá, đi với tao. Quả đó. Còn chuyện gì nữa? Cho dù anh ta không trả lời được, nhưng tôi vẫn muốn cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Cơ hội duy nhất của anh là anh về làm bảo vệ công ty của tôi. Và tôi sẽ trừ lương dần của anh cho đến khi nào đủ số tiền tôi trả nợ. Hơn nữa, anh phải từ bỏ con đường cờ bạc. Nếu như anh không làm được, dù ít hay dù nhiều, tôi sẽ trực tiếp xử lý anh đấy. Nhớ chưa? À, anh Tân, tôi xin hứa, tôi sẽ về làm bảo vệ cho anh. Tôi xin thề là sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. May cho mày đấy nhá. Theo tôi, ra xe lấy tiền. Ôi, tiền mặt cơ à? Mày là ai đấy? Tôi chỉ là đồng nghiệp của công an thôi. Tuyệt vời. Đi. Tân ơi, bác cảm ơn con. Bác cũng không biết phải làm sao nữa. Kìa bác. Chủ tịch, cảm ơn anh đã giúp gia đình em lần này. Số tiền đó cứ xem như là em mượn. Anh cứ trừ thẳng vào lương của em đi ạ. An, không được. Ai làm người ấy chịu. Anh Tân, tôi hứa sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để trả nợ cho anh. Được rồi, tôi đã sắp xếp cho anh đi làm. Nhưng mà anh phải nhớ giữ lời hứa với mẹ và em gái của anh. Mẹ, An, con xin hứa là con sẽ không tái phạm nữa. Anh Tân, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này. Chủ tịch. Thư ký An đây à? Các điều khoản về hợp đồng với công ty Phương Đông, cô đã soạn đầy đủ các mục chưa? Hợp lý rồi đúng không? Đã xong hết rồi ạ. Đây là kết quả kinh doanh tháng 9 và tổng kết quý 3. Đây cũng là danh sách của các nhóm kinh doanh xuất sắc và vượt KPI, cũng nghe đi ạ. Nhóm của cô Huyền đạt hiệu suất cao nhất à?
Dạ vâng ạ, nhóm của chị Huyền vượt trội hơn hẳn các nhóm khác. Còn theo doanh số cá nhân thì chị Huyền cũng chiếm tỷ trọng cao nhất ạ. Ừ, được rồi. Bây giờ cô xuống phòng nhân sự làm một mail khen thưởng đối với các nhóm và cá nhân xuất sắc. Sẵn tiện ấy, gọi Huyền lên phòng gặp tôi. Dạ vâng ạ. Này ông ơi, hôm nay lịch trình nào đây? Chiều nay có cuộc gặp với giám đốc công ty Phương Đông. À, vậy à? Sao thế? Xe chưa xong à? Chưa, xe vẫn đang làm. Chắc là hôm nay chưa xong đâu. Hay để tôi lấy xe khác đi ông đi nhá. Ừ. Chút. Cảm ơn chị. À, chị ơi, chủ tịch gọi chị lên phòng có việc đấy ạ. Ừ, ok, chị biết rồi, chị lên ngay. Này, bà làm cái gì đấy? Làm gì là làm gì? Tự nhiên bà giúp nó nhặt đồ á? Lạ nhá. Lạ gì? Đồng nghiệp với nhau là phải giúp đỡ nhau chứ. Với lại, nó đang được anh Tân giúp đỡ. Chết gì đâu mà không thân thiết. Kiếp, nói ra gà đi được ý. Đi vào làm việc đi. Sao đây? Ê, tự nhiên đau bụng quá. Đau bụng thì đi đi. Ở đây làm cái gì? Dạ, em chả gì. Toàn người quen thôi. Có anh được rồi. Ngồi đi. Anh rất hài lòng. Dạo gần đây em đang là nhân viên triển vọng của công ty. Bởi vì em có sự nỗ lực rất lớn. Đợt này khen thưởng quý và tháng, công ty sẽ tuyên dương nhân viên trên trang nội bộ. Em chuẩn bị tốt các câu hỏi trước đi nhá. Hồng An, em đưa bảng câu hỏi cho Huyền đi. Anh cảm ơn, em vẫn đang cố gắng từng ngày ạ. Dạ. Đây là câu hỏi cho buổi phỏng vấn nhân viên xuất sắc. Chị cầm lấy chuẩn bị câu trả lời để buổi đó trả lời cho trôi chảy nhá. Bên mình có ghi hình đấy ạ. Cảm ơn em. Chẳng hiểu sao đau bụng quá. Anh Đức hình như sáng nay anh uống nước ép mới à? Anh bỏ thêm nho và dâu vào. Anh pha nhiều loại nước ép như thế có khi bị đau bụng rồi đấy ạ. Đúng rồi đấy. Chẳng ai uống nước ép mà pha 7 loại trái cây vào như ông đâu. Này, đấy là tao gọi là thất quả tâm linh nhá. Đừng có đùa. Rồi xong. Thôi. Chưa. Đấy, tâm linh tìm đến nơi rồi đấy nhá. Hồng An, em ra ngoài xem cậu ấy thế nào. Dạ vâng ạ. Dạ, em cũng xin phép ạ. Ừ. Đức sao rồi? Dạ, anh Đức chắc bị đau bụng nặng rồi. Cứ ôm nhà vệ sinh mãi, đứng còn không vững cơ ạ. Phải phạt đi sớm thôi. Để có ăn trưa nữa. Cô chuẩn bị đi. Lát cho người gọi xe. Thế để em nhờ người trông chừng anh Đức ạ. Ừ. Anh vào trong đợi đi ạ, xe 10 phút nữa mới tới. Này, đây làm bằng gì đấy? Có lúc thì đi xe buýt, lúc thì đi xe máy.
Hôm nay tôi đi xe máy để tiện đường mua đồ luôn. Đi xe máy đi. Tôi với cô đến công ty Phương Đông mua xe máy. Ô, sao chủ tịch không đợi ô tô đến? Trời nắng như thế này, chủ tịch đi ngoài đường làm sao được ạ? Nắng nôi này ăn thua gì so với mấy lần tôi đi du lịch nước ngoài đâu. Nhưng mà mình đi gặp đối tác, đi xe máy thì có hơi... Hơi làm sao mà hơi, tôi thấy bình thường mà. Ngay cả Bill Gates còn áo thun, quần jean có làm sao đâu. Thế đi đi, nhanh lấy xe đấy. Nhanh nhá. Chủ tịch định đi xe máy thật ạ? Chứ còn sao nữa, thú vị mà. Đi. Để tôi chở cho. Chủ tịch chở em ạ? Chả nhẽ tôi để cô chở à? Ai, các cụ bảo là chó cắn không đau mà ngồi sau con gái rồi đấy. Để tôi. Ơ nhưng mà chủ tịch ơi. Cái gì? Làm theo. Cô yên tâm đi. Tôi lái bên nước ngoài rồi. Chủ tịch, có được không thế? Nếu như mà không được thì mình chờ xe tới cũng được ạ? Năm tôi đã bảo được là được. Bây giờ cô cứ chuyển khoản thanh toán cho tài xế đi. Xong rồi ta đi xe máy nhá. Gọi thông báo hủy chuyến đó. Dạ. Không có đâu. Ở đấy ạ. Chủ tịch ơi, chủ tịch ơi. Xe ra. Chủ tịch kéo từ thôi ạ. Biết rồi. Bà ơi, bà nhìn thấy, cô đang nhìn thấy không? Đi. Chủ tịch. Hả? Tịch đi từ thôi. Rồi, biết rồi, từ. Ô, cẩn thận, chủ tịch cẩn thận. Em đã bảo chủ tịch rồi, chờ một chút nữa mà đi ô tô. Chủ tịch cứ nặng nặng để đi xe máy cơ. Tại tôi thấy ở Việt Nam nhiều người người ta đi xe máy cho nên tôi muốn thử. Mà chủ tịch ở nước ngoài từ bé, làm sao biết đi xe mà đòi chở em ạ? Ai bảo tôi không biết đi. Này nhá, hồi còn ở bên Úc ấy, tôi cũng lái rồi đấy. Chủ tịch lái gì cơ? Lái cano. Mà này, từ ngày mai ấy, từ bây giờ, đừng có lúc nào gọi tôi là chủ tịch nhá. Cứ gọi tôi là anh Tân là được rồi. Dạ. Như thế có vẻ không được đâu ạ. Gì mà không được, tôi bảo được là được nhá. Rồi, vâng, em nhớ rồi. Em đang chuẩn bị đến nơi rồi sếp. Sếp yên tâm nhá. Ui giời ơi, hai cái đứa này đi xe kiểu gì nó không biết. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Chủ tịch có sao không ạ? Tôi không sao. Này, hai cái đứa mày đi xe kiểu gì đấy hả? Có biết là sức khỏe vào xe tao không? Anh ăn nói chẳng hoài nhá. Không biết ai mới là người đi sai đâu. Anh mới là người đi sai đấy. Mày lại còn cãi à? Chúng mày đi xe không cẩn thận, đâm cả vào xe tao, vẫn còn cãi. Thế thì ai là người đi sai làn hả? Mà tôi thấy anh vẫn ổn mà. Xe của anh không bị làm sao đâu. Chúng tôi ngã chổng chơi này, anh còn chưa xin lỗi thì thôi. Cái gì? Xin lỗi á? Mày có biết ấy, nếu mày mà quay vào cái xe này ấy, thì mày phải đền bao nhiêu tiền không? À? Thôi, bỏ đi anh. Bỏ là bỏ thế nào được? Mình có làm gì sai đâu. Anh ta quá đáng vừa thôi, chân cô đang bị đau này. Thôi, em không sao đâu, bỏ đi ạ. Này, tao thấy con bạn gái mày nói đúng ấy. Khó quá thì bỏ đi. Cẩn thận ông tao nóng tính ấy. Chẳng hiểu kiếm đâu ra bộ vest khoác lên người. Đầu thì đội cái mũ như cái thằng dở hơi ấy. Nhìn là biết cái thể loại không có tiền. Anh nói hay quá nhở. Bây giờ sai rồi lại còn lên mặt dạy đời người khác.
khinh thường người khác nữa à? Đúng là cái thể loại không thể nào dạy dỗ được. À, mày nói cái gì? Mày có tin tao cho mày một triệu không? Hả? Anh giỏi làm gì thì anh làm đi. Tôi nói cho anh biết nhá, cái đoạn đường này rất nhiều người qua lại. Anh mà làm gì tôi nhá, mọi người ghi hình xong rồi up lên Facebook ấy, lúc đấy đừng có mà trách. Alo sếp ạ? Vâng, em đang chuẩn bị đến rồi anh ạ. Vâng, anh chờ em một tí nhá. May cho cái mặt mày nhá, bây giờ tao có việc, chứ không hai đứa mày ấy liệu hồn với tao, đừng để lần sau tao gặp mặt nhớ mặt tao ấy. Chỉ được cái mõm. Này, Cồn chạy xe được chứ? Được, tôi đi được mà. Cầm giúp tôi. Ok. Hôm nay vất vả cho cô rồi. Nếu như mà vừa nãy tôi đợi ô tô thì cô đã không bị như này. Chủ tịch nói câu này 5 lần rồi đấy ạ. Em đã bảo là em không sao rồi mà. Lại chủ tịch nữa rồi. Cái quần què gì này, lại các bọn mày ở đây à? Đúng là lạ thật đấy. Bọn mày làm cái khỉ gì ở đây đấy? Đi thôi anh, kệ hắn đi. Này, đi cái gì? Tính làm gì đấy hả? Tránh đường ra cho bọn tôi đi. Mày có biết đây là ở đâu không hả? Đây là nơi tụ họp của tất cả các công ty lớn nhất đấy. Chúng mày thì có cái việc gì ở đây mà làm hả? Anh làm việc ở đây à? Đấy. Anh làm việc công ty nào đấy? Có nói chưa chắc là mày đã biết đâu. Tôi chỉ sợ là công ty của anh bé quá nên không dám nói tên ra thôi. Được, gửi cái tai em lên mà nghe này. Tao là trợ lý của sếp Kiếm Anh, giám đốc công ty Phương Đông. Rồi, nghe đã đủ sốc chưa? Hả? Công ty Phương Đông? Anh nói thật à? Tao là trợ lý cấp cao ở đây đấy. Cái lũ cắt kè chúng mày ấy, có phấn đấu cả đời chưa chắc được như tao đâu, hiểu chưa? Thật công ngờ công ty Phương Đông lại có thành phần như này. Mày nói cái gì ấy? Hả? Tôi nói là sếp Kiếm Anh cần phải xem xét lại nhân viên của mình. Tại sao có thể tuyển một loại người như anh ở công ty làm việc chứ? Anh bỏ anh ấy ra. Mày hỏi ra. Mày nói gì cơ? Hả? Cậu Cao, cậu làm gì thế? Tôi bảo cậu đi đón khách sau đường đấy. Em đang xử lý nốt hai cái đứa này vừa định quyền và xe anh nữa. Mày chết rồi con ạ. Anh bỏ ra. Mày bỏ ra. Mày cậu bỏ ra đi. Làm cho gì vậy à? Chủ tịch ta, anh tới rồi ạ. Sếp vừa gọi người này là gì kìa? Chủ tịch kìa. Tôi bảo cậu đi đón khách, vậy mà cậu lại đứng ở đây túm cổ áo người ta như thế à? Cậu có biết đây là chủ tịch Tân, chủ tịch công ty FM không hả? Em không biết đâu. Đây không những là đối tác của chúng ta mà còn là một đối tác cực kỳ quan trọng đấy. Cậu có biết là hôm nay tôi mời anh gì đến là để đàm phán đầu tư cho công ty chúng ta không? Chủ tịch Tân, thành thật xin lỗi anh, nhân viên của tôi cậu ta không biết. Không biết là anh có sao không ạ? Tôi thì không sao, nhưng còn thư ký của tôi vì tránh chiếc xe chạy ẩu của cậu ta mà bây giờ bị lau chân rồi đấy. Còn đừng bỏ nữa, mau xin lỗi người ta đi. Dạ, tôi xin lỗi cô ạ. Thư ký An. Dạ, tôi xin lỗi cô thư ký Hồng An ạ. Dạ anh Tân ơi, em xin lỗi anh ạ. Em mắt trần không biết là anh cho nên là có va chạm với hai người. Mong anh chị bỏ qua, em không biết ạ. À, chủ tịch Tân này, tôi thì cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi. Có gì anh bỏ qua nhá. Người ta thường nói là không biết không có tội mà, phải không? Phải không? Đúng ạ. Nói như sếp Kiếm Anh đây, thế có nghĩa là cậu ta xin lỗi tôi vì biết tôi là chủ tịch của FVM. Còn nếu tôi là một người bình thường ấy
thì ông sẽ để cho cậu ta túm cổ áo tôi như vừa nãy đúng không? Ấy, không phải, không phải, ý tôi là không phải như vậy. Kiếm Anh này, FVM chúng tôi ấy là một công ty rất chú trọng vào con người. Còn về mặt kỹ năng, cho dù có yếu kém một chút, nhưng mà nếu thái độ tốt thì vẫn có thể làm việc được. Cũng giống như đầu tư vậy, tôi cũng nhìn về yếu tố con người rất nhiều. Còn công ty Phương Đông, tôi thật không ngờ lại có những nhân viên như này đấy. Chính vì điều này, tôi đã cảm thấy lo sợ khi mà đầu tư vào công ty của ông đấy. Chủ tịch Tân này, thôi thì đằng nào cậu cũng đã đến đây rồi, hay là chúng ta lên văn phòng của tôi bàn việc nhá. Xong xuôi rồi tối nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời anh tới, coi như là một lời xin lỗi, như vậy có được không ạ? Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi xin phép từ chối lời mời này của anh, bởi vì tôi không phải là một người thích tiệc tùng cho lắm. Còn câu chuyện ngày hôm nay ấy, tôi nói ra để anh xem xét lại nhân viên của mình. Đừng để họ ra ngoài rồi đi khinh thường người khác. Như thế có phải là thái độ tốt để mà làm việc đâu. Cậu An, cứ đi lấy xe đi. Còn chuyện hợp tác ấy, tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Sắp tới tôi sẽ cử người qua công ty của ông để mà thẩm định lại một số hạng mục. Thế nhá, chào ông. Ai nữa hả? Sao ngồi lên xe? Tự dưng xe bị tắt máy, để không lên ạ. Chủ tịch ơi, để nhanh lên. Nhanh lắm rồi đấy. Hồng. Chủ tịch, anh làm sao thế ạ? Đừng gọi là chủ tịch nữa. Vì không có chủ tịch nào mà đi đẩy xe một cách khổ sở như này đâu. Điên mất rồi. Này, Hồng An, mặt em dính cái gì nhỉ? Đâu có dính cái gì đâu ạ. Đây, để anh chỉ cho. Đây. Anh dám làm như thế à? Em cho anh đi bộ về đấy. Ôi kìa, sao lại cho anh đi bộ? Từ từ, tao anh đây. Này, thôi, để anh dắt cho. Để dắt cho mà. Ôi kìa, thế nên để anh đẩy nhá. Nhanh lên. Đấy, từ từ thôi. Chủ tịch ạ, anh có cần uống gì không? Để em đi lấy ạ. À, không cần đâu. Anh không cần gì cả. Chủ tịch, em thấy anh cứ ngồi suy nghĩ nãy giờ. Có việc gì quan trọng à? Anh đang suy nghĩ để mở rộng thị trường. Muốn mở thêm chi nhánh mới, nhưng mà chưa tìm được nhân sự phù hợp. Anh có nghĩ tới chị Huyền chưa ạ? Ngọc Huyền ấy à? Dạ vâng ạ. Em thấy chị ấy dạo này cũng thay đổi bản thân, cũng thể hiện rất tốt đấy ạ. Em có vẻ thân thiết với cô Huyền hơn nhỉ? Dạ, tại chị ấy giúp em nhiều trong công việc. Cả việc làm khảo sát phòng kinh doanh, chị ấy cũng xung phong làm giúp em đấy ạ. Thế à?
Em gọi Huyền lên đây cho anh nhé. Dạ vâng ạ. Em ngồi đi, đợi anh một chút nhé. An này, chị biết cái shop này bán đầm đẹp lắm. Mà chủ nhật này em rảnh không? Chị em mình đi xem nhá, tại đang sale ấy. Để em xem đó, nếu mà không bận gì thì em nhắn tin cho chị nhá. Đây này, chị còn biết cái shop này nữa. Bán son đẹp lắm mà cũng đang sale. Chị mua hai cái rồi, một cái em lấy nhá. Ơ, chị mua rồi à? Em cảm ơn chị nhá. Son hết bao tiền để em gửi ạ. Khủng quá con bé này, chị mua cho em cơ mà. Dạ, em cảm ơn chị. Ê, mà em làm việc với anh Tân ấy, có bị bắt nạt không? Có thì bảo chị nhá. Chị sợ, hồi nhỏ ấy, chị đánh anh ấy suốt. Huyền, qua đây anh bảo. Huyền này, anh đã có dự định mở rộng thị trường. Để làm được điều này, thì anh cần mở thêm các chi nhánh ở dưới tỉnh. Và anh cần một người có năng lực về mảng kinh doanh và có quá trình làm việc tốt cũng như khả năng tốt về quản lý. Thư ký An đã đề xuất em. Em nghĩ sao? Dạ, tức là em sẽ đi tỉnh để quản lý các cái chi nhánh mới ạ? Đúng rồi. Mặc dù là đi tỉnh có hơi xa một chút, nhưng mà đây sẽ là cơ hội để mà em phát triển năng lực của mình. Sau này mà em có kinh nghiệm rồi ấy, thì em hoàn toàn có thể lên làm quản lý vùng, hoặc thậm chí là thăng chức cao hơn, lên vị trí giám đốc kinh doanh chẳng hạn. Anh đã cân nhắc em rồi, và anh thấy em rất phù hợp. Dạ, chuyện này bất ngờ quá, cho nên em cũng chưa nghĩ tới. Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ đi nhá. Còn đây là mẫu dự án và các công việc cần làm khi mở thêm chi nhánh mới. Em có thể đọc và tham khảo nhé. Đây là cái gì? Tổng hợp các công việc ở chi nhánh mới. Anh Tân ấy muốn tôi quản lý các chi nhánh mới đấy. Thế á? Ui, sướng thế. Này tôi bảo nhá, tôi nghe đồn nhá, là những người mà đi phát triển chi nhánh mới ấy, vài tháng sau nhá, là lên quản lý vùng cấp này, cao hơn cả trưởng phòng cơ. Thích thế làm gì nữa? Sao lại bực? Sướng thế làm gì nữa? Ông không có hiểu. Tôi mà nhận cái này ấy, là tôi đi tỉnh, mà còn đi xa nữa. Tất cả là tại con Hồng An đấy. Nó đề xuất với anh Tân là để tôi đi, cho nên anh ấy mới gọi tôi lên làm việc. Tức thật ý, tôi buộc với nó như thế, lại còn mua xô cho nó. Thế mà nó dám tống mình đi như thế, chắc chắn là nó có ý đồ với anh Tân rồi. Bà mua son cho nó, sao mua tôi? Đợi đấy, son về thì tôi đưa cho bà, không đưa cho nó nữa. Thế á, thích thế. Nhớ đấy. Còn bây giờ ấy, thì tôi phải tìm cách để phá nó đã. Ghê, được đấy nhỉ. Alo, Hồng An, em với chủ tịch đâu rồi? Chị Huyền à, chủ tịch đang họp bên phòng chăm sóc khách hàng, có gì không chị? An, chị đưa cái tổng hợp khảo sát của phòng kinh doanh, chị xuống đưa cho em nhé. À, không cần đâu chị ơi, chị cứ mở cửa để vào trên bàn cho em đi, chút về em xem. Ok. Đúng là con nhà nghèo, đến 1 triệu cũng không có trong người.
Ôi trời. Ôi giời. Anh nữa. Cái bà này làm tôi giật cả mình. Sao ông mới làm tôi giật mình ý? Từ đâu xuất hiện ra đây? Thì tôi vừa đi ra thì bà ngồi đây đấy. Nè tôi bảo, mày như ấy, chủ tịch đang ở trên phòng họp lớn mà. Nào vào đi, tôi kể cho cái này. Đúng. Đi rồi đấy. Ai? Anh Tân với con đấy đi rồi á? Ừ. Hình như là đi ăn đấy. Giờ tính làm sao? Định làm gì? Đi tiếp theo để xem con đấy làm gì với anh Tân của tôi. Chủ tịch, anh gọi em ạ? Ừ. Thư ký An này, hôm nay em có đem theo cơm không? Dạ không ạ, em đang tính ra ngoài ăn. Ừ, thế cũng được đấy. Anh biết một chỗ bán đồ ăn khá ngon, em đi cùng anh nhé. Thế anh có gọi anh Đức không ạ? Không, Đức hôm nay chỉ chở mình đến quán ăn thôi. Xong rồi chắc cô ấy nghỉ sớm một buổi. Tại vì em đang tính rủ chị Huyền đi ăn cùng ấy ạ. Thôi, anh với em đi ăn được rồi. Thêm người nào cái gì? Phiền lắm. Đi. Trước giờ anh chưa bao giờ vào mấy quán như thế này à? Dạ, em chào anh chị ạ. À, chào em. Dạ, không biết là anh chị dùng món gì ạ? À, anh đọc trên mạng ấy, thấy mấy cái món ngon ngon người ta hay gọi. Em làm cho anh mấy cái món đấy nhá. Dạ vâng ạ, thế anh chị chờ em chút nhé. Ừ. Dạ. Anh để đây tôi lau cho. Thôi, để đây anh làm cho, không sao hết. Mà cũng lâu lắm rồi anh mới đi ăn về quán bình dân như này đấy. Thế trước khi đi nước ngoài anh cũng chưa bao giờ đi à? À thì lúc đó gia đình đang tập trung vào giọng kinh doanh, công việc cũng nhiều, bố mẹ tập trung vào công việc nên không có thời gian ngó tới con cái, cho nên anh toàn ăn đồ ăn do người làm ở nhà chuẩn bị thôi. Thảo nào mà anh lại có hứng thú với mấy món đường phố như thế. Chứ còn sao nữa, suốt ngày ăn mấy món sang trọng nhà hàng ấy chán lắm rồi. Chưa kể hết đâu, biết bao nhiêu năm trời ăn mấy cái đồ ăn bên nước ngoài, bây giờ nhớ hương vị quê hương lắm. À đúng rồi, anh còn lưu lại cả danh sách những món ăn Việt mà định đi ăn đấy, để cho em xem. Điện thoại đâu nhỉ? Sao thế ạ? Không biết điện thoại đâu. Anh kiểm tra trong túi sách chưa? À, chờ em một chút. Túi sách để đâu ấy nhỉ? Chết tiệt. Dạo này đầu óc của anh thế nào ấy, toàn quên. Chắc là tại công việc nhiều quá đấy. Anh cứ thư giãn thôi. Em gửi ạ. À, cảm ơn em. Dạ thưa anh chị, vẫn còn rất nhiều đồ ăn nữa. Anh chị có muốn lên luôn không ạ? À, ok, lấy hết luôn cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Trong một vết xịn như này, không biết tí đâu có bom đồng nào không. Trường này đồ ăn thì làm sao mà ăn hết được ạ? Em cứ ăn đi, khi nào hết thì về. Em ăn cái này đi. Ừ. Ngon lắm đấy. Anh cứ để cho em tự nhiên, để em tự gắp được rồi. Cứ để anh làm, đàn ông là phải ga lăng chứ. Ngon thật đấy. Sắp tới còn đi ăn vài chỗ nữa, em phải đi cùng anh đấy. Sao anh không rủ bạn bè anh ạ? Thực ra thì anh cũng có bạn bè đó. Em cũng để ý, anh hầu như chỉ toàn công việc. Nói đến bạn bè thì chẳng thấy ai ngoài Đức. Đúng rồi, Đức là người duy nhất là bạn bè của anh đấy. Đơn giản vì nó biết nghe lời mẹ của anh.
À, bọn em. Em đi làm chắc mấy lần gặp mẹ anh rồi nhỉ? Em có thấy chủ tịch Liên rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp nói chuyện trực tiếp. Em chỉ thấy qua các buổi tiệc của công ty thôi. Ừ, mẹ của anh ấy là một người rất nghiêm khắc và khó tính. Đa số bạn bè của anh, ai mẹ anh cũng biết và tìm hiểu rất kỹ. Ở đây, có những người còn hẹn đến nhà gặp mặt nữa cơ. Đức là một ví dụ đấy. Thế còn ở nước ngoài thì sao ạ? Ở nước ngoài à? Thì học, học và học. Ngoài thời gian học ra thì cũng đi làm, tiếp xúc, rồi là tạo dựng mối quan hệ cho công việc. Nói thật với em, thì anh chẳng có mối quan hệ bạn bè thân thiết nào cả. Cũng may là anh về đây có Đức, vừa làm chung lại còn vừa chơi chung. Đức kìa. Anh thừa biết cậu ấy làm ở công ty anh vì lương thì ít và vì tiền thưởng của mẹ anh thì nhiều hơn đấy. Mà anh cũng thừa biết mẹ anh ấy nhiều khi còn theo dõi công việc của anh, không có Đức cơ. À đúng rồi, có khi sắp tới chủ tịch Liên muốn gặp mặt em cũng nên đấy chứ. Gặp mặt em à? Để làm gì ạ? Em chỉ là cô thư ký thôi mà. Biết đâu được, biết đâu bà lại muốn xem nữ thư ký mà suốt ngày kè kè bên cạnh anh chủ tịch như thế nào thì làm sao. Thôi ăn đi, từ từ để em sẽ hiểu. Cơm chó ngập mặt nhá. Đúng là lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa no như này đấy. Nếu mà hôm nào cũng ăn như này chắc là em tăng cân mất. Em này, lát nữa em trả tiền giúp anh nhá, rồi khi nào về công ty anh trả được không? Dạ vâng, hôm nay để mời cũng được mà. Em ơi, tính tiền. Dạ, của anh chị hết 522.000. Em sao thế? Rõ ràng là hôm qua em bỏ tiền vào đây rồi mà. Em ơi, đợi chị chút nhá. Chắc là nó rơi ở đâu đây thôi. Thế là như nào? Có hơn 500.000 thôi mà chị. Em ơi, chị xin lỗi nhá, hình như là chị làm rơi tiền mất rồi. Rồi, giờ thì sao ạ? Đồ ăn thì cũng đã ăn rồi, bây giờ chị bảo không trả tiền là như nào ạ? À, em tìm kỹ chưa? Chắc chắn là hôm qua em bỏ tiền vào đây rồi mà, bây giờ tự nhiên lại không thấy đâu ấy. Trời ơi, biết ngay mà, ngay từ lúc đầu đi vào nhìn trông đã nghi nghi rồi. Ông anh ấy trông ăn mặc sang chảnh đấy mà không có tiền trả là như nào? Còn cả bà chị ấy nữa. Không có tiền sao lúc nãy gọi đồ mạnh miệng thế? Hay là thế này đi. Bây giờ ấy, tôi sẽ để lại chiếc đồng hồ này. Rồi chiều nay tôi sẽ qua trả tiền, rồi lấy lại nó, được không? Thôi đi ông ạ. Nhìn cái bộ dạng ông như thế này, cái bộ vest này của ông chắc chắn là đi mượn người ta rồi. Còn cái đồng hồ này của ông ấy, tôi chốt luôn nhé, 100.000 trên hàng mã. Không có tiền thì nói thẳng người ta một câu thì cái gì người ta cho bữa ăn cho ấm bụng, cái gì để dở cái trò ăn quỷ tận như thế. Này cho em, tôi nói rõ rồi là tôi để quên túi sách với cả điện thoại ở trên xe, còn cô ấy là không mang theo tiền chứ không phải là bọn tôi ăn quỷ kiếp gì đâu. Thế thì bà chị này, điện thoại của bà chị đâu, chẳng lẽ cũng không gọi được cho ai? Tối qua em quên sạc cho nên lúc nãy cũng hết pin luôn rồi ạ. Ôi giời ơi, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Chị nói thật mà. Thôi, hai người lớn cả rồi đấy, thế bây giờ không có tiền hai người định tính như nào? Em chờ chị một chút nhé, để chị tìm lại thử xem.
Đừng làm trò mèo ở đây nữa, mất thời gian. Này, cậu đang làm cô ấy đâu đấy? Dừng lại đi. Đây, cậu cầm lấy. Chỗ này đủ trả tiền bữa ăn ngày hôm nay rồi đấy. Tôi không cần, tôi cần tiền mặt. 522.000, hiểu chưa? Cái gì vừa mở hàng gặp ngay quả ăn quỷ rồi. Để tôi xem, hai người bước chân ở cái quán này của gì? Hay là chị ngồi đây chờ, để anh ấy về lấy tiền trả được không? Xin lỗi, quán của tôi không có thời gian rảnh để ngồi chờ. Này, cậu có thể ăn nói nhẹ nhàng được không? Tôi có tiền thật, nhưng mà là tôi quên không mang theo. Chứ không phải là... Tiền, mở mồm ra là có tiền trả đi lúc nào. Có chuyện gì thì từ nói. Chị Huyền, Ân. Hai người là... Tôi là bạn của họ. Hết bao nhiêu tiền? Dạ, hết 522.000. Đây, giữ lại phần thừa đi. Anh có sao không ạ? Anh không sao. Mà sao em lại ở đây? À, em với Ân ăn ở đây. Xong rồi tình cờ thấy anh với An gặp chuyện. Em ổn không? Dạ, em không sao ạ. Chủ tịch có cần em gọi anh Đức để nói không ạ? Ok, gọi cậu Đức cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Khoan đã. Anh này là chủ tịch ấy à? Đúng, đây chính là chủ tịch của công ty FVM chúng tôi. Chết tịch, sao chủ tịch lại đi ăn ở cái quán bình dân thế này? Sao còn không mang tiền nữa? Nãy giờ tôi đã cố giải thích với cậu rồi, nhưng mà cậu có chịu hiểu tôi đâu. Đúng là ngày hôm nay tôi đi ăn quên không mang tiền, à lỗi của tôi thật. Nhưng mà cậu không nên cư xử khách hàng như thế chứ, đúng không? Với lại tôi là chủ tịch thì đã sao? Cô thích đi ăn với quán bình dân như này, có gì lạ đâu. Đừng bao giờ coi thường người khác qua vẻ bề ngoài, mà trước hết hãy tiếp xúc với họ đã, cậu hiểu không? Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch, tôi xin rút kinh nghiệm ạ. Được rồi, làm việc thôi. Cuối cùng đã làm cho nó mất điểm trước mặt anh Tân rồi. Chủ tịch. Chủ tịch, anh mệt ạ? Chắc là chủ tịch nhà mình bị ốm rồi. Sáng nay đi khảo sát mấy công trình mới, khảo sát mặt bằng. Rồi mũ nó có đội vào đâu, để đầu chân không ấy mà. Anh thấy trong người sao rồi? Anh chờ tôi một chút nhá. Này, sao rồi? Đỡ chưa? Khỏe chưa? Chủ tịch. Quay đây, tôi massage cho. Anh uống viên thuốc này đi, cho đỡ đau đầu ạ. Đau đầu thế nhỉ? Cứ như kiểu là ai đang cầm búa bổ vào đầu vậy. Quay đây, tôi massage cho. Cái gì? Tôi massage cho, kinh nghiệm 15 năm đấy, yên tâm. Anh làm được không đấy? Được. Quay đây. Thử ra nè. Anh làm cái gì đấy? Anh người à? Mọi lần tôi vẫn ăn thế mà, ông ấy vẫn làm cho. Để anh khỏi. Dập. Làm được lâu một chiếc. Thà cũng làm, đỡ đau hơn đấy. Hay là để em làm cho ạ? Trời ơi, thích nghe. Con tí gái mà phát mặt hơn hết bạn bè luôn. Này. Anh thấy sao rồi? Nghĩ tốt hơn rồi. Mà sao em biết làm với cái này hay thế? Dạ, tại ngày xưa mẹ em cũng hay bị nhức đầu như thế này. Này, hay là hôm nay về sớm nhá, tí tôi đưa ông về. Ôi, tôi không về nhà đâu. Dạo này mẹ tôi hay hỏi mấy cái vấn đề nhức đầu lắm. Nhưng mà... Tôi cần được nghỉ ngơi, tôi cần tìm một cái nơi không ồn ào.
hay là về nhà Hồng An nhỉ? Dạ, về nhà em á. Anh đến nhà em một lần rồi, thấy cũng yên tĩnh, không ngần nơi xe cộ đi lại ồn ào. Có khi cái chỗ đấy hay là nơi nghỉ ngơi tốt đấy. Mà chưa kể nha, em có thể nấu món cá chua, nhầm, canh chua cá lóc cho anh ăn nữa. Thế mày không nghĩ ra? Tại phòng trọ em cũ với hơi chật, sợ anh không quen ạ. Không sao đâu, quyết định như vậy đi. Em giúp anh bàn giao lại công việc cho các phòng ban nhé. Chiều nay ta làm sớm rồi ta về nhà em. Dạ, thế để em sang phòng kinh doanh lo việc ạ. Dạ vâng ạ. Này, chiều hôm với Hồng An bắt taxi về sau nhá, tôi ở lại công ty. Ông không phải cùng à? Thôi, mấy khi hai người có thời gian riêng tư với nhau, tôi đi ông lại nghĩ tôi người làm sao? Ok. Thế nhá. Chào em. Ê bà ơi, hình như Ona nó xuống ấy, để nhắc về vụ cập nhật thông tin khách hàng đưa lên hệ thống đấy, bà làm chưa? Tôi làm xong rồi. Chán thế, tôi còn chưa làm nữa, người rất là lười. Thay thì ngồi than vãn, sao không ngồi làm đi? Bà nhìn người ta ấy kìa, giờ ấy, nó đi làm thoải mái, lương cao nữa, ai như mình đâu. Này, mà sao lại có đứa mà may mắn, lại còn hoàn hảo như nó nhở, vô lý. Không phải ai cũng hoàn hảo đâu. Bà nhìn nó xem. Này, tôi ấy là tôi chưa thấy cái nhược điểm nào của nó luôn. Con người ấy, ai mà chẳng có lỗi lầm. Còn nếu mà người ta không có ấy, thì mình phải tự tạo ra cho người ta. Em tính ngắm anh từ khi nào đấy? Anh dậy rồi ạ? Em đang tính gọi anh dậy ạ. Anh ngủ một chút là khỏe rồi, cũng thấy người khỏe dạn. À đúng rồi, canh chua cá lóc của anh có chưa? Canh chua chỉ có mẹ em biết nấu. Em thì chỉ biết mấy món luộc này thôi ạ. Xem em kìa. Thôi rồi, anh sẽ nuôi nó. Ăn gì cũng được. Nào, ăn đi. Có anh ở đây rồi. Anh Tân, đèn, đèn trên bàn đấy ạ. Không sao, có anh ở đây rồi. Em sợ bóng tối á? Hồi bé, có lần em đi lạc trong rừng. Đêm hôm đó, nó ám ảnh em tới bây giờ. Đi ngủ cũng phải bật đèn đấy ạ. Không sao, ai cũng có nỗi sợ riêng. Quan trọng là mình đối mặt với nó như nào thôi. Anh xem rồi, là do sự cố điện. Chắc phải mất thời gian lâu mới khắc phục được đấy. Chắc cũng tối khuya mới có. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, hay là em đưa anh ra ngoài đón xe về nhá. Nhưng mà sao được, đêm hôm em ở một mình
không được đâu. Thế thì biết làm sao bây giờ ạ? Đơn giản mà, anh sẽ ở lại đây, khi nào có điện thì anh về. Như thế thì bất tiện cho anh quá. Lỡ như mà tối khuya mới có thì làm gì có xe ạ? Thì anh ngủ ở đây luôn. Sao? Sao anh làm gì ạ? Không, em đâu có nghĩ như thế. Anh nghĩ là em nên nằm xuống và đi ngủ trước khi cái đèn này nó hết điện ấy. Anh ơi, anh miệng anh xui lắm luôn ấy. Anh có biết gì đâu, tại cái đèn nhà em ấy chứ, chắc lâu rồi không sạc đúng không? Thôi em cứ lên giường đi, anh không làm gì em đâu. Cảm ơn em nhé. Sao lại cảm ơn em ạ? Vì em đã chiều anh mọi việc theo đúng ý của anh. Vì anh là chủ tịch mà, anh Đức cũng nghe theo lời anh mà. Ừ, vì anh là chủ tịch nhưng mà Đức nghe theo anh, bởi vì thực chất cậu ấy là người của mẹ anh, theo anh để giám sát anh thôi. Còn em ấy, anh ước gì tất cả những việc em làm cho anh đều xuất phát từ tình cảm của em đó. Không biết là em có biết hay không, nhưng mà ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có ấn tượng với em. Thế nhưng mà bây giờ anh mới nhận ra anh có một tình cảm đặc biệt dành cho em. Em là người đầu tiên làm cho anh vui và cười nhiều như thế. Cho nên nếu được thì sau này mãi như vậy nhá. Chuyện sau này để sau này tính ạ. Thôi, anh ngủ đi nhá. Thâm đi thế. Tối qua em không ngủ được à? Hay là lại đi chơi đêm với anh nào phải không? Đâu có ạ. Tối qua nhà em mất điện cho nên là khó ngủ thôi. Mà có chuyện gì không chị? À, anh nhìn xem túi nào đẹp. Chị với Ân cãi nhau nãy giờ ấy. Đây đây, em cầm giúp chị. Để chị chụp thử xem cái nào ra đều ok hơn nhá. Nào đây đây, nhìn vào đây em nhá, nhìn vào đây nào. Chụp nào, chụp nào. Đấy, đây. Nào chụp thử tạo dáng đi em, nào nào, nào. Đấy, xinh lắm, xinh lắm. Đây, em giơ cái kia lên. Nào, giơ lên. Đấy, xinh lắm, xinh lắm. Đấy, đổi dáng đi. Xinh đấy nhỉ, xinh nhỉ. Ê, túi kia em cho ra tí nào. Đấy, được rồi. Rồi, ok, cảm ơn em nhiều nhá. Túi của em này. Dạ vâng. Cảm ơn ạ. Kỳ này nhá, chắc chắn con này bị sửa. Công nhận, bà nghĩ ra chiêu hay thật đấy. Chứ sao nữa, vố như thế thì nó mới biết mùi được. Tân, ông biết tin gì chưa? Tin gì? Có người trong công ty mình giao bán thông tin khách hàng ra ngoài đấy. Thông tin khách hàng đang bị giao bán trên các diễn đàn kia kìa. Ông có ước tính được bao nhiêu khách hàng bị lộ thông tin ra ngoài không? Tôi đang cho người điều tra rồi. Khoảng 1.000 người.
chủ yếu là địa chỉ, số điện thoại cá nhân thôi. Thế thì khoanh vùng lại, tôi cần biết chính xác bao nhiêu khách hàng đi lộ thông tin ra ngoài. Có luôn rồi. Tối hôm qua có một tài khoản bán ra ngoài, sau khi chuyển tiền và chuyển tất cả toàn bộ thông tin cho người khác ấy, thì họ nói cái người bán là cận kề với chủ tịch. Tôi thấy có nhiều người nói rằng là thư ký Hồng An. Hồng An? Không thể nào. Không thể nào có chuyện như thế. Tôi cũng đã cho người điều tra rồi, nhưng mà trên tài khoản bán đấy lại còn một số thông tin là quê quán, số điện thoại rất là trùng hợp với cả tất cả đều đúng không anh? Dạ, có chuyện gì thế chủ tịch? Anh Đức, có chuyện gì mà thấy em mọi người lại ngưng lại thế ạ? À, không có gì đâu. Em cứ đi làm việc của mình đi. Quan đã. Đấy. Ông làm cái gì đấy? Ngay trong sáng nay, có người đưa thông tin là đã chuyển vào tài khoản của em 50 triệu. Tiền gì ạ? Tối hôm qua, có người nói là em đã bán thông tin 1.000 khách hàng ra ngoài và ngay trong sáng nay đi làm, em sẽ được 50 triệu. Nếu đúng như vậy, trong túi sách của em chắc vẫn còn đủ đấy. Được. Chỉ vài lời nói trên diễn đàn mua bán khách hàng, thế mà ông tin ngay như thế à? Tôi không tin, nhưng tôi cần xác thực. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai anh nói cho em biết được không ạ? Em đưa ví đó. Đừng có vô lý như thế. Ông không có quyền kiểm tra túi sách của Hồng An. Hơn nữa, tôi tin Hồng An không làm chuyện này. Từ sáng đến giờ, em chưa hề gặp ai. Nếu như mà anh không tin ấy, thì cứ mở ra mà xem. Anh Tân, anh yên tâm đi, em không làm em không sợ ạ. Cái này là cái gì? À, cái này em không biết. Trước giờ trong túi em không có cái này ạ. Không cần đếm, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu số tiền này đủ 50 triệu đấy. Cái này em thực sự không biết ạ. Em không biết? Nó nằm trong túi của em nói không biết à? Không cần phải giải thích. Hồng An không có nghĩa vụ giải thích với ông. Cô ấy là thư ký của tôi, và cô ấy sẽ giải thích với tôi, nghe rõ chưa? Hồng An là thư ký của ông, nhưng tôi được lệnh từ bác. Tôi không quan tâm. Cho dù đấy là lệnh của mẹ tôi, nhưng mà hiện tại tôi nên làm chủ tịch của FVM này. Trong công ty có chuyện gì xảy ra, ông cũng báo cáo với mẹ tôi trước cả tôi. Thế tôi hỏi ông có phải là trợ lý của tôi không? Vâng, thưa chủ tịch. Vậy được. Thế thì tôi yêu cầu ông phải điều tra ngược lại trên diễn đàn đó, xem ai mới là kẻ bán thông tin khách hàng ra ngoài. Rõ chưa? Tôi nhớ rồi. Ông ra ngoài đi. Anh Tân, em không có ạ. Anh tin em à? Anh tin là em không có làm chuyện đó. Em yên tâm đi. Chuyện này để anh giải quyết nhá. Sao rồi? Đã có chút manh mối rồi. Tôi có nhờ mấy chỗ quen biết để họ can thiệp hẳn vào diễn đàn để điều tra. Với cả là cũng có nhờ mấy anh em IT nữa để can thiệp. Thời điểm mà khách hàng bị mất thông tin là khoảng 9 giờ tối. Và đăng nhập thông tin khách hàng lúc đấy tầm khoảng 10 phút trước lúc đấy. Nếu như vào thời điểm đó thì người thực hiện chắc chắn không phải là Hồng An. Bởi vì cô ấy đang đi với tôi. An này, em nói số tiền đấy không phải là của em, thì em nhớ lại xem số tiền đấy nó xuất hiện từ khi nào. Em nhớ là lúc sáng em có ghé ăn sáng, xong rồi đi mua nước. Lên công ty thì em có ghé phòng kinh doanh
phòng nhân sự cũng không rời xa tôi lúc nào cả. À, có một lúc là em chọn túi dùng chị Huyền, chỉ rời xa một lúc thôi ạ. Chủ tịch, em thật sự không biết gì cả. Sáng nay em chỉ nhờ An chọn túi giúp thôi ạ. Phải có thể em lựa lúc An không để ý và bỏ một phong bì tiền vào trong nhằm đổ lỗi cho ông An về việc bán thông tin khách hàng ra ngoài. Anh à, em với An làm việc với nhau cũng lâu rồi, sao em lại hại An chứ? Bọn em cũng thân thiết mà. Hiện tại việc bán thông tin của khách hàng ra ngoài có số tiền là 50 triệu. Như vậy là đã đủ truy tố rồi đấy. Chưa kể hết, thiệt hại về việc để lộ thông tin khách hàng và việc bảo mật thông tin khách hàng, công ty của chúng ta sẽ phải đền bù số tiền chưa thể lường trước được đó. Sự việc này anh đã báo cáo lại hết tất cả cho cơ quan chức năng rồi. Có giao dịch thì kiểu gì ngân hàng cũng lưu lại thông tin. Thực sự không phải em ạ. Anh cũng không mong đó là em. Nhưng mà em nên nhớ, nếu như mà anh điều tra ra được em có liên quan thì anh sẽ xử lý mạnh tay đấy. Dạ, em biết rồi ạ. Em ra ngoài đi. Dạ, em cũng không biết nói sao. Nhưng mà lần trước em thấy Ân nói vẫn chưa hoàn thành tổng hợp thông tin khách hàng ạ. Và em thấy Ân gần đây cũng hay mua sắm ạ. Không biết là có trùng hợp gì không? Được rồi, anh sẽ lưu ý, cảm ơn em. Dạ. Anh này. Dạ. Anh muốn hỏi em một điều. Việc bán thông tin khách hàng ra ngoài, em biết em sẽ bị xử lý như nào không? Dạ, em cũng biết, nhưng mà em không làm gì cả. Người thực hiện hành vi cấu kết lộ thông tin mật của khách hàng ra ngoài sẽ bị kỷ luật dưới hình thức cao nhất, khởi kiện và yêu cầu đền bù theo mức thiệt hại tối đa. Anh Đức, anh cứu em không biết gì cả. Ân à, anh bảo nhá, giờ em biết cái gì ấy thì em cứ nói hết ra cho anh nghe nhá. Anh cũng đang điều tra và cũng biết được hung thủ là ai rồi, đúng không? Bây giờ nếu mà em liên quan, em mà giấu nhá, sau này đi tù thì có trách anh đấy. Dạ, không. Bây giờ biết cái gì thì nói cho anh với chủ tịch nghe nhá. Chủ tịch thương, chủ tịch nặng nhẹ, chủ tịch bỏ qua nhá. Nói đi, nói đỡ cho không phải sợ. Dạ. Thật ra là mọi người sao vậy? Sao gọi em lên đây rồi nhìn em kỳ thế? Đã có kết luận về việc bán thông tin khách hàng ra ngoài. Thông tin khách hàng được bán vào buổi tối và ngay trong đêm có tiền. Và sáng hôm sau nó lại thành tiền mặt và bỏ ngay trong túi của Hồng An. Chứng tỏ người đó có lịch sử giao dịch, chuyển khoản. Cho anh điện thoại của em. Dạ, điện thoại gì ạ? Ân đã nói cho anh biết hết rồi, là chính em là chủ mưu và Ân là đồng phạm bỏ tiền vào trong túi của An, có đúng không? Ông... Em có thể phủ nhận ngay từ bây giờ và anh sẽ chỉ tạm đình chỉ ba người. Đó là em, Hồng An và Ân. Nhưng một khi công an đã vào cuộc rồi và điều tra, kê khai ngân hàng thì lúc đó người chịu thiệt thòi chỉ có em mà thôi. Anh Tý
thư ký của anh hơn cả em á. Em là bạn cũ, là bạn thân của anh. Em như thế nào anh biết mà. Còn cô ta làm gì sau lưng anh? Làm sao anh biết được? Làm sao anh chắc chắn tối hôm qua cô ta không mang thông tin khách hàng để mang đi bán? Bởi vì anh đã ở cạnh cô ấy cả đêm. Như vậy đã đủ bằng chứng ngoại phạm của cô ấy rồi. Hay lắm. Tao cứ tưởng mày ngây ngô. Hóa ra ấy, mày cũng chỉ ở lại hồ ly đi rồi tao là ông thôi. Đủ rồi. Cô không còn quyền gì lên tiếng ở đây cả. Đúng. Đưa cô ta xuống phòng nhân sự, xử lý pháp lý. Sau đó đuổi việc cô ta ra thôi. Còn cậu? Dạ. Vì cậu đã khai báo thành khẩn, nhưng mà hậu quả của việc này rất lớn. Tuy nhiên, tôi sẽ cho cậu cơ hội để cậu có thể làm lại. Dạ. Bắt đầu từ ngày mai, cậu xuống làm thực tập sinh không lương trong vòng 6 tháng. Và tôi sẽ là người trực tiếp đánh giá kết quả làm việc của cậu. Còn nếu như cậu phục thì cậu có thể nghỉ việc ngay từ bây giờ. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Em sẽ nghe theo anh. Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đền bù ạ. Được rồi, thế cậu ra ngoài đi. Trời ạ. Anh Tân, chuyện tối qua chúng ta ở bên nhau, anh nói ra như thế có hơi... Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị trước rồi. Đó là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất của em. Và hơn nữa, người yêu của anh gặp chuyện, làm sao anh có thể làm ngơ được, đúng không? Tốt, 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 tốt. Chủ tịch lên đến công ty rồi. À này, hay là hôm nay em nghỉ một buổi đi, về nhà nghỉ ngơi, xong mai đi làm nhá. Em làm gì sai à? Không, tất nhiên là em không làm gì sai rồi. Nhưng mà để tốt cho em ấy, thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhá. Nghe anh. Dạ vâng ạ. Tức này, ông xuống đón mẹ tôi lên đây đi. Mẹ, mẹ lên rồi đấy à? Đức, cậu đi ra ngoài kia một chút. À, mẹ, mẹ ngồi đi. Dạ, hôm nay mẹ lên công ty có việc gì đấy ạ? À? Mẹ hỏi con tại sao đêm qua con không về? À, con có chút việc cho nên ngủ tạm ở nhà bạn ạ. Từ xưa đến nay, kể cả khi con đi du học, chưa bao giờ con đi quá 12 giờ. Vậy mà bây giờ con đi cả đêm không về mà cũng không nói rõ ràng gì cả. Chỉ gửi cho mẹ đúng một cái tin nhắn ngắn ngủi như thế. Con tự nhiên như thế hay là có mối quan tâm nào ở bên ngoài rồi hả? À, dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng mà con chỉ muốn thay đổi một chút không khí thôi. Nếu con muốn thay đổi ấy, con nói với mẹ một câu. Chứ con đừng tự ý làm như thế. Người ngoài người ta biết được, không tốt cho con đâu. Mẹ, em yên tâm đi. Con biết là con đang làm gì mà. Con không làm gì ảnh hưởng đến công ty đâu ạ. Không làm gì ảnh hưởng. Thế còn cái vụ thông tin của khách hàng bị bán ra ngoài, con giải quyết đến đâu rồi? Mà mẹ nghe nói nhá, cô thư ký của con ấy dính líu trực tiếp đến chuyện này đấy. Chuyện này thì con xử lý xong xuôi hết rồi mẹ ạ. Việc này là do một nhân viên khác đã cố tình đổ lỗi cho thư ký của con là để lộ thông tin khách hàng ra ngoài. Nhưng mà con đuổi việc nhân viên đó rồi ạ. Tốt. Anh xử lý rất là nhanh nhẹn. Đáng khen cho anh.
Nhưng con phải xem lại cái cô thư ký, chắc cũng phải có cái gì đó nên mới bị hãm hại. Mẹ nói thế có đúng không? Không phải như vậy đâu mẹ. Là do ganh ghét với cả đố kỵ cho công ty thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Thế việc quan hệ của con với cô thư ký là như thế nào? Mẹ này, mẹ thực sự có cần thiết phải tìm hiểu thư ký của con không ạ? Con tưởng là cậu Đức đã báo cáo cho mẹ hết rồi. Nhưng mẹ muốn tự con nói ra. Dạ thưa mẹ, con thích cô ấy ạ. Mẹ cho con nói lại một lần nữa đấy. Con thích cô ấy ạ. Con có biết là mẹ phải từ chối bao nhiêu cuộc gặp mặt mai mối của những người có máu mặt ở cái thành phố này không? Là mẹ muốn để cho con tự do lựa chọn tình yêu của mình. Nhưng không phải vì thế mà con tìm bừa một cô thư ký để đặt tình yêu của mình vào đấy. Mẹ à, con chọn cô ấy làm thư ký của con là bởi vì cô ấy có năng lực. Con thích cô ấy là bởi vì cô ấy chăm chỉ, cô ấy rất tình cảm. Dù có chút vụng về nhưng con nghĩ cô ấy phù hợp làm vợ của con ạ. Đấy là con nghĩ thế. Còn người khác người ta nghĩ thế nào con có biết không? Mẹ à, con mong là mẹ sẽ hiểu. Một khi mẹ đã gặp cô ấy rồi thì con chắc chắn mẹ sẽ nghĩ như con thôi. Mẹ đã từng dặn con, chăm nghe không bằng một thấy. Mẹ không thể nào nghe những gì người ta nói rồi phán xét một người nào đó được ạ. Phải không? Được. Mẹ, nếu mà như thế để mẹ sẽ đi kiểm chứng. Này, sao cậu cứ đi theo tôi vậy? Không có gì làm à? Em buồn cười thế. Hết giờ làm rồi còn gì? Hết giờ làm rồi thì về đi. Ở lại đây làm gì? Thì em mời anh đi ăn. Đi nhá. Không là không. Bỏ ra, nhiều chuyện đánh rồi. À, anh Đức. Anh Tân chưa ra hả anh? Em tìm Tân à? Tân chắc vẫn đang trên phòng đấy, chưa xuống. Mà này, hôm nay em lại đi ăn cùng Tân đấy. Nhớ em phải like, đừng để nó like. Em biết rồi, em chở mà. Ừ. Các cô, các cậu ơi, cho tôi xin mấy đồng tiền lẻ tôi mua đồ ăn. Mấy hôm nay tôi chưa ăn gì, tôi đói lắm. Nè, bà đâu ra đấy? Tự dưng đi xin tiền, lươn đi. Bà ơi, ở đây là công ty, bà lên kia xin bà nhá. Chứ ở đây nhiều người ra vào lắm ạ. Bà ơi, bà, con còn chút tiền, bà cầm lấy để dành mà mua đồ ăn ạ. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ vâng ạ. Này, cho thì cho nhiều thế, 10.000 thôi chứ. Có gì đâu, 10.000 thì làm sao mà đủ để bà ấy mua đồ ăn. Bà ơi, bà có làm sao không bà? Chắc bà đói quá, xong có xỉu rồi. Không hiểu sao bà đang đi mà bà chóng mặt quá, bà chịu không nổi. Không ổn rồi, chắc là bà chưa ăn cho nên bị tụt huyết áp đấy. Để con đưa bà đi bệnh viện ạ. Thôi thôi, không cần đâu. Bà chỉ nghỉ ngơi một lúc là bà ổn thôi mà. An, em xong chưa? Tuân đang chờ đấy. À, bà, hay là để con nhờ ô tô của bạn con đưa bà đi bệnh viện nhá. Không không, không được đâu, bà ngồi không có được. Bà chỉ gắng gượng một chút thôi, bà đi ra bến xe buýt là được ấy mà. Con đi vào với bạn đi, không có để bạn nó đợi. Không được, bà đi như thế chẳng may ngã ra đấy thì làm sao. Thôi, để con đỡ bà lên. Để con đưa bà ra trạm xe buýt, tiện mua cái gì cho bà ăn luôn. Con phải thấy bà lên xe con mới yên tâm được. Như thế thì phiền con quá.
Không có gì đâu ạ. Anh Đức, anh cất giùm em cái xe với. Em đưa bà ra trạm xe buýt mà anh dặn anh Tân là để hôm khác đi ăn nhá. Đi ạ. Anh, công nhận đấy, ăn tốt bụng nhỉ. Mà anh có đi ăn với em không? Không. Anh ý. Xem, lần này mày còn gặp may nữa không? Anh Tân! Này, đi được không ấy? Tôi chở đi cho. Này, ông hơi bị khinh thường tôi đấy. Tôi đã chở An mấy lần ở con xe này rồi đấy. Đừng có đùa. Thế mà ông An nói với tôi là chở ông cả một đoạn đường. Sao thế hả? Ba vẫn đi càng tỉnh như thế. Anh Tân, không được rồi. Thôi, con đi đi, con vào lấy xe nhá. Xong tay. Ai ôi, ai à. Tâm. Tâm. Ai ai ai. Bị làm sao đấy? Tôi bóp phanh nhưng mà không được. Dậy mà. Tôi không hiểu kiểu gì, tôi bóp phanh rồi mà xe không dừng được. Này. Sao? Xe ông bị ai cắt phanh rồi. Thôi, để tôi đưa ông về. Cắt phanh nhá? Ừ. Đợi tôi vào kia cái. Ừ. Mà bác nghe nói là thằng Tân nó bị tai nạn, thế có sao không? Dạ, thưa bác là hiện tại cháu tìm ra manh mối rồi. Là do xe cô Hồng An bị cắt đứt phanh ạ. Cháu không biết nên cho nên là cháu cho Tân mượn. Cháu xin lỗi ạ. Thôi được rồi, không sao cả. Bác cũng đã cho Tân đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ bị xây xước một chút thôi nên đi có hơi tập tễnh. Nhưng mà cháu phải tìm ra thủ phạm cho bác nghe chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Bác yên tâm đi, cháu có chút manh mối rồi. Mà sao lúc nãy cháu không dìu Tân lên? Dạ, Tân nó có người dìu lên rồi ạ. Mẹ. Có sao không con? Dạ có, không sao. Dạ chào chủ tịch Liên ạ. Anh uống trà nhá, để em đi pha ạ. Tình cảm quá hả? Con không coi lời mẹ nói ra cái gì cả. Đấy, mẹ thấy chưa? Một cô gái vừa tốt tính lại còn giỏi việc công ty như thế, mẹ còn đòi hỏi gì nữa. Điều đó thì mẹ công nhận con nói đúng. À, sao cơ? Mẹ tiếp xúc với cô ấy rồi à? Có một chút, nhưng cũng đủ để thấy là con bé là người hiền lành, tốt bụng.
Con nói với mẹ rồi mà, con trai của mẹ có mắt nhìn người lắm đấy, hơi bị chuẩn luôn. Nhưng mẹ nói cho con biết này, với tính cách của con bé thì mẹ nghĩ là con bé nó đã từ chối con đúng không? Sao mẹ biết? Mẹ là đẻ ra con, tại sao mẹ lại không biết? Còn con bé nó xuất thân trong gia đình không được khá giả gì cho lắm, nó đi lên bằng tất cả sự cố gắng của bản thân, nên mẹ nghĩ nó sẽ nghĩ có khoảng cách giữa hai gia đình. Con làm thế nào ấy là phải rút ngắn cái khoảng cách đó. Tự nhiên lại nhìn mẹ mà cười thế là sao? Chà, nghe mẹ nói cứ như kiểu là mẹ đã tắc thành cho tụi con rồi hay sao ấy. Thì đúng quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà lần này ấy, nếu con mà bị từ chối thì tất cả là do con, nghe chưa? Mẹ yên tâm đi, lần này chắc chắn con sẽ tỏ tình thành công. Chúc mừng con. Anh lấy cái cam đi. Quỷ nhỉ. Cậu Ân này. Dạ. Biết nhà cô Huyền ở đâu không? Anh cần đi đâu ạ? Để em dìu anh đi. Không, anh hơi mỏi người một chút, muốn đứng dậy cho thoải mái thôi. Đi vào đây. Có chuyện gì vậy? Sao lại dẫn cô ta vào đây? Tôi cho ông xem cái này. Đấy, ông An xem đi. Góc camera quay lại tất cả rồi. Đấy, giờ tình thế nào đây? Vụ đợt trước đã bỏ qua rồi, chúng ta vẫn có thể lật lại hồ sơ để xử tiếp ấy. Tôi thật không ngờ cô có thể làm ra việc này đấy. Dù là bạn cũ của nhau, tôi không nghĩ ra rằng cô có thể làm cái việc độc ác như vậy. Nếu như ngày hôm đó là lái xe, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. À, em muốn xử lý cô ta như nào? Để giải quyết. Em không biết vì sao mà chị lại ghét em như thế. Tại vì mày mà tao mất tất cả. Giờ muốn xử lý sao thì xử. Mày giờ là nhất rồi. Dù sao thì mình cũng từng là đồng nghiệp. Anh thả chị ấy ra đi. Em không muốn xử lý chị ấy. Anh để cho chị ấy đi được không? An, em bị sao ấy? Suy nghĩ kỹ chưa? Cô ta hại em nhiều lắm ấy. Em biết, nhưng mà em không muốn dùng cách gì để đáp lại. Em chỉ muốn chị ấy nhận ra sai lầm của mình rồi mà thay đổi bản thân thôi. Định. Ai đây? Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, đây chính là thủ phạm bán thông tin khách hàng, cũng là người cắt đứt phanh xe của An đấy. Huyền phải không? Tôi nhận ra rồi, cô học cùng với cả thằng Tân. Dạ thưa bác, nhưng mà Tân với Hồng An vẫn không truy xét Huyền để cho cô ấy tự rút kinh nghiệm cho bản thân ạ. May cho cô đấy, Tân và An nó để cho cô đi và không làm gì. Cô phải tự biết điều đi. Sau này ấy mà có xảy ra chuyện gì, chính cô là người đứng sau, cô sẽ phải hoàn toàn chịu hậu quả đấy. Cho xin phép ạ. Đi. Sao nào? Thế cô rảnh không? Hai đứa đi ăn với mẹ. Dạ vâng ạ. Đi. Đúng rồi, đơn hàng đó được duyệt rồi. Anh giao đến khách hàng càng sớm càng tốt nhá. Khách hàng lớn cho nên vận chuyển nhớ cẩn thận đấy nhá.
Dạ, em nghe đây. Dạ vâng, bản hợp đồng đấy ok rồi. Em cho in ra bản cứng rồi đưa lên cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Có tìm được anh ý không? Không. Sau khi chân của Tuân lành, xong bỗng dưng biến mất, bác Linh cũng chẳng biết đang ở đâu cả. Anh có hỏi mấy chỗ quen biết rồi, họ cũng chẳng biết ở đâu nữa. Anh Tân này, không biết đi đâu. Công việc thì chỉ trả lời qua mail và hệ thống. Tin nhắn và điện thoại của em, anh ấy cũng không trả lời. Mà này, em với Tân cãi nhau đây. Làm gì có. Anh ấy chỉ bảo là không lên công ty, rồi ủy quyền cho em mấy việc nhỏ. Đến bây giờ là 3 ngày rồi đấy. Thôi, em làm việc đi. Anh nghĩ Tân kiểu gì cũng sớm liên lạc lại với em thôi. Anh qua bắt liền một chút nhá. Dạ vâng. Ừ. Em nhìn những bức ảnh này, chắc là không biết anh chụp khi nào đúng không? Em có biết vì sao không? Vì em chưa bao giờ để ý tới anh cả. Còn anh luôn chú ý tới em từ ngày đầu tiên mà anh gặp em. Những ngày mà anh không có mặt ở đây, em đã vất vả lắm phải không? Dạ, cũng có một chút ạ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và anh hy vọng là em có thể hiểu được những áp lực từ vị trí chủ tịch này. Sau này sẽ có những lúc anh như thế, sẽ có những lúc anh bận rộn, nhưng mà anh sẽ dành thời gian cho em. Đi ăn, đi chơi, cùng em làm mọi thứ. Làm gì cũng được, biết là có em ở bên cạnh. Anh thích em. Em không biết nói gì hết. Em chỉ cần nói đúng cảm xúc của em thôi. Thử hỏi mình xem, trong suốt thời gian qua, xong em có bao giờ nghĩ tới anh không? Làm bạn gái nhá. Bạn tôi có yêu rồi. An, anh bảo tất cả mọi trò do nó đấy. Do nó bày ra đấy. Nó bảo với anh là phải đem vật lộn vào công ty, khi nào em mệt thì nó mới đến giải cứu. Anh đúng là ghê gớm thật đấy. Lại còn thế nữa chứ. Kìa, em đừng có mà nghe lời nó. Chẳng qua là em muốn thử xem là 3 ngày giãn cách em có thể không thôi. Anh mà thèm nhớ anh. Dỗi đi. Thôi, xin lỗi được chưa? Thế là mẹ sắp có con dâu rồi đúng không?
Làm ơn ạ. Đẹp đôi quá ấy. Này, rốt cuộc hai người quen nhau kiểu gì mà ấn tượng với nhau đến tận bây giờ vậy? Ông nó chưa kể cho tôi nghe đâu đấy. Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ? Này, chuyện nhỏ chắc gì không đáng để ý. Hồng An à, tôi chia sẻ một lần duy nhất thôi nhá. Ừ. Cô ấy tát tôi giữa quán cà phê đấy. À, em tát Tân á? Ôi, em bản lĩnh nhờ. Từ trước đến giờ anh chưa thấy ai dám tát chủ tịch đâu đấy. Mỗi em. Nhưng mà này, kể ra đánh đổi một cái tát, xong rồi được một cô người yêu hoàn hảo, tính ra tổng lời đấy. Anh ơi nhờ.